Đồ ác độc, ngươi là đích nữ hầu phủ Tấn Vương phi, nhưng lại dám dùng mị dược với bổn vương. Cái lời gì thốn, mình chết rồi cơ mà. Bác sĩ Bạch, vụ tai nạn xe liên hoàn này cô đã làm liền 6 ca phẫu thuật, cô mau nghỉ ngơi đi, xử lý xong cho người bị thương chưa? Cô yên tâm, bọn họ được chữa trị rồi. Bác sĩ Bạch, cô sao vậy? Bác sĩ Bạch, cái loại tâm địa rắn rết như ngươi, bổn vương thả chết cũng không động vào ngươi. Trong lòng bổn vương chỉ có một mình Vân Cẩm thôi. Ngày mai nàng ấy sẽ vào phủ trở thành chức phi. Ngươi tốt nhất là hãy an phận thủ thường, nếu không bổn vương thả mạo hiểm kháng chỉ cũng phải bỏ ngươi. Vân Cẩm là bà nội nào vậy? Đầu của mình. Vương gia, thật sự không phải ta, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tô Vân Hòa, bổn vương đã phụng chỉ lấy ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Có phải ngươi đã quên Vân Cẩm là muội muội ruột của ngươi không? Không có, ta không có, là cô ta tự nhảy xuống nước, cô ta muốn hãm hại ta, ngươi đủ rồi. Thị nữ đã nhìn thấy, là ngươi đẩy nàng ấy, ngươi còn cãi. Giỏi lắm. Nếu là ngươi đẩy, bổn vương sẽ lấy máu ngươi thay thuốc, cứu Vân Cẩm. Người đâu? Động thủ. Thật sự không phải ta. Vương gia, thật sự không phải ta mà. Tỷ tỷ, cho dù ngươi được thánh chỉ ban hôn làm vương phi thì sao? Ta cũng chỉ dùng chút mưu kế đã khiến vương gia lấy máu của ngươi hàng ngày để dẫn thuốc cho ta. Trong mắt hắn, ngươi còn không bằng hạ nhân trong phủ. Ngươi ngã xuống nước giả bệnh, vương gia sớm muộn gì cũng biết. Chờ vương gia biết ta bị oan, chắc chắn sẽ không yêu thương ngươi nữa. Đừng nói vương gia. Tỷ tỷ có tin nổi lời này không? Vương gia đã bảo ngươi tâm địa rắn rết, lại kiêu căng tự phụ, nhìn thấy ngươi đã buồn nôn. Sau này vương gia sẽ lấy ta làm chắc phi, khi đó ta sẽ thay tỷ tỷ hầu hạ vương gia. Mình yêu hắn nhiều năm, hắn lại muốn lấy người khác. Không, mình phải giữ được trái tim của hắn. Đi mời vương gia đến đây, nói là ta muốn chúc mừng hắn. Chết vì tăng ca, rồi xuyên không thành phế phi. Ông trời, ta hành nghề y cứu đời, một lòng hướng thiện, mà ông làm vậy với tôi sao? Vương phi, sao người còn nằm đây? Chắc phi nương nương sắp vào cửa rồi, vương gia lệnh cho người đến tiền sảnh đón dâu. Nạp thiếp, cần chính phi đến, còn bắt ta chờ ở đây. Là muốn giao ai với ta sao? Xem ra những ngày về sau, khó sống rồi. Tấn Vương tốt với Trắc Phi quá. Đúng vậy, nạp Trắc Phi thì chỉ đưa người vào phủ là xong. Nhưng hôm nay Tấn Vương điện hạ lại tổ chức đại hôn, còn bái đường, còn mở tiệc đãi khách, còn cho phép Trắc Phi mặc đồ đỏ, chính phi mặc triều phục, đúng là xa hoa hơn cả chính phu. Xem ra sau này
hậu viện phủ Tấn Vương là do Trắc Phi làm chủ rồi. Tỷ tỷ, tỷ đến sớm như vậy là thật lòng mừng cho muội muội sao? Bộ hỷ phục này trông xịn sò thật. Tô Vân Hòa, Vân Cẩm đang nói chuyện với người đó. Ngươi có thể, vương gia, còn khách ở đây mà. Bổn vương đã nói, nàng không cần mời trà cô ta. Vương gia, lễ không thể thiếu, làm như ta thèm ly trà này lắm đấy. Lên trà. Trắc Phi, trà tới. Tỷ tỷ, mời uống trà. Vân Cẩm. Tỷ tỷ, vì sao tỷ cố tình đổ nước làm bỏng ta? Có chuyện gì vậy? Tấn Vương Phi làm đồ trà là không muốn cho người ta vào cửa sao? Tấn Vương Phi đố kỵ như vậy, tâm địa ác độc như thế, thật không xứng làm Vương Phi. Tấn Vương đáng thương quá, lại phải lấy cô ta. Đồ khùng. Vì hãm hại mình mà tự làm bỏng bản thân luôn. Tô Vân Hòa. Vân Cẩm nể mặt ngươi. Xin bổn vương được kính trà ngươi, còn ngươi trước mặt mọi người mà hất đổ ly trà. Ngươi cố tình làm khó Vân Cẩm có đúng không? Cái đồ ác độc này, đúng là chết không đổi tính. Vương gia, muốn đánh người thì phải làm cho rõ mọi chuyện đã. Bổn vương tận mắt thấy, ngươi còn cãi à? Ngươi nói là ta hất ly trà, làm ngươi bị bỏng đúng không? Tỷ tỷ, ta biết tỷ không muốn uống trà ta mời. Nhưng không sao, ta không trách tỷ. Ta biết tỷ tỷ chỉ là không vui mà thôi. Ngươi, Tô Vân Hòa, ngươi điên à? Dám hất trà vào mặt ta. Vương gia xem đi. Đây mới là phản ứng của người tự dưng bị hất trà. Khi nãy cô ta chỉ diễn thôi, phản ứng trước sau bất nhất. Không lẽ Trắc Phi là cố ý thật sao? Trắc Phi nhà ai mà ngang ngược như vậy, chỉ để vu hãm Vương Phi, thật là ác độc. Đúng vậy, không phải ta. Đồ độc ác, ngươi còn dám hất trà vào Vân Cẩm. Trắc Phi đã nói là ta làm cô ta bị bỏng, vậy ta cũng phải cho cô ta được toại nguyện chứ. Cái chuyện tai bay vạ gió kiểu này, ngu một lần sẽ không có lần hai đâu. Ngươi, đánh đi. Không có lễ nghi gì cả, cút về hậu viện cho bổn vương. Cút thì cút, méo ai rảnh diễn hề với mấy người. Cẩn thận. Người đâu, bắt thích khách. Giải người xuống, rõ. Cô sao rồi? Không sao chứ, yên tâm, không chết được. Không phiền vương gia phải lo. Khi nãy mình bị ngu hay sao? Mà lại không chút do dự. Tên khốn nạn đó chắc chắn là ý thức còn sót lại của nguyên chủ. Tô Vân Hòa, chờ đã. Vương gia, chàng đi đâu vậy? Trong phủ có thích khách. Ta sợ. Đừng sợ, ta sẽ giết sạch thích khách. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Vân Hòa, bây giờ ngươi còn dám chạy đến cướp vương gia với ta cơ à? Ta sẽ không để ngươi được yên đâu. Đường đường là vương phi, mà lại không có người chăm sóc. Ảo thật đấy, nguyên chủ thế mà vẫn chịu nổi. Ngươi, ngươi đến làm gì? Đừng qua đây, đừng có giở trò lưu manh, lưu manh. Tối qua cô bỏ lên giường ta, cũng đâu có nói vậy. Muốn chơi với bổn vương cho lạt mềm buộc chặt à? Ta nhận tình cô có công bảo vệ bổn vương, thưởng cho cô. Ai thèm cái đồ bỏ này chứ? Cô nói gì? Ta nói đa tạ vương gia. Bây giờ vương gia đi được chưa? Ta
phải bôi thuốc. Ngươi làm gì đó? Láo xược, dám tát bổn vương. Ta tát thì làm sao? Mùng vương ra nói. Ghét ta, tránh ta như tránh tả. Bây giờ ta bị thương thì chạy đến sảng sỡ. Vương gia, có còn là đàn ông không? Bổn vương thấy cô bất tiện nên mới muốn giúp cô. Quả nhiên là đồ không biết tốt xấu, không đáng được đồng cảm. Không lẽ là mình hiểu lầm hắn? Hắn mà tốt như vậy sao? Thôi, hắn tốt hay không thì sao chứ? Hắn với Tô Vân Cẩm là một cặp xà lơ, sớm muộn cũng phải tìm cách té khỏi chỗ này. Vương Phi, người đi nhanh lên. Hôm nay Vương Gia sẽ đưa người và Trắc Phi vào cung để thỉnh an Thái Hậu. Nếu chậm trễ, Vương Gia sẽ giận đó. Hắn không muốn chờ thì đừng chờ. Ta còn đang bị thương. Thúc giục gì chứ, Vương Phi, người sao có thể chậm trễ Vương Gia? Vương Gia có gì ghê gớm, ta còn là đứa con của xã hội chủ nghĩa cơ, ta có kiêu căng đâu. Vương Phi, chậm chạp như rùa bò, cô có tí lễ nghi nào không? Vương gia, tỷ tỷ tính tình chậm chạp, có chỗ nào không phải? Thiếp thân chịu tội thay tỷ ấy, cô ta làm sai, sao phải để nàng gánh chịu? Nàng quá lương thiện rồi, nên mới bị cô ta ức hiếp. Vương gia, thiếp thân chỉ muốn khiến vương gia vui lòng thôi. Muội muội diễn sâu thật, chỉ làm Trắc Phi thôi, thì tội nghiệp quá. Tỷ tỷ có ý gì? Tùng Trèo ở Lê Viên hợp với muội muội hơn đó. Tô Vân Hòa, ta nói thật thôi mà, không muốn nghe thì ta không nói nữa. Cô, con mụ này ngày càng láo toét. Vương gia, có lẽ hôm nay tỷ tỷ không vui nên mới nói như vậy. Thái hậu nương nương còn đang chờ vương gia, chúng ta vào cung đi. Chỉ có nàng là chu đáo. Bây giờ ngươi cứ ra ngoài đi, chờ vào cung. Tô Vân Hòa, cho ngươi biết tay. Tôn Nhi khấu kiến hoàng tổ mẫu. Tốt lắm, đứng dậy đi, tạ hoàng tổ mẫu. Ai ra ngong móng mãi, cuối cùng cũng đến lượt con có gia thất. Tôn Nhi bất hiếu làm hoàng tổ mẫu lo lắng. Được, Hoài Chi, hai vị thiên kim của hầu phủ, một người là chính phi, một người là Trắc Phi, con không được thiên vị đâu đấy. Vâng, Tôn Nhi xin nghe lời dạy của hoàng tổ mẫu. Tốt lắm. Tô Vân Hòa, ngươi có biết tội? Hoàng tổ mẫu bớt giận. Vân Hòa ngu xuẩn, không biết mình đã phạm tội gì, làm hoàng tổ mẫu không vui chỉ vì Hoài Chi lấy Trắc Phi. Mà ngươi đại náo vương phủ, làm khó Trắc Phi, lại còn đòi sống đòi chết. Là có ý gì? Ngươi muốn cả kinh thành cười vào mặt hoàng gia à? Bảo sao? Vội vàng muốn mình vào cung thỉnh an như vậy, hóa ra là chờ mình ở đây. Vân Hòa có tội. Là Vân Hòa hồ đồ. Một lòng yêu vương gia sâu đậm, chỉ muốn chiếm vương gia làm của riêng. Cho dù là muội muội ruột, cũng không muốn chia sẻ. Giờ Vân Hòa đã tỉnh ngộ, muốn sủng hạnh ai là chuyện của vương gia, chỉ cần vương gia vui, Vân Hòa cho dù có bị cả thiên hạ phỉ nhổ, cũng cam lòng. Vớ vẩn. Ngươi là chính phi của Tấn Vương, là con dâu của hoàng gia. Ngươi mà bị cười nhạo, thì hoàng gia cũng bị phỉ nhổ hay sao? Hôm qua trong hỷ đường, muội muội mặc hỷ phục của chính phi, bái đường thành thân với vương gia, có thể thấy trong lòng ngài ấy, muội muội mới là Tấn Vương phi. Xin hoàng tổ mẫu làm chủ, tác thành cho tình cảm của vương gia dành cho muội muội. Ngươi là Trắc phi, sao có thể mặc hỷ phục của chính phi bái đường với vương gia? Ngươi lạm quyền như vậy, là muốn hoàng gia mất mặt hay sao? Không lẽ ngươi muốn hoàng gia bị sỉ nhục? Thái hậu thứ tội, là Vân Cẩm hồ đồ. Hoàng tổ mẫu, là Tôn Nhi không liên quan đến Vân Cẩm. Hoài Chi ơi Hoài Chi, vừa nói xong là không được thiên vị. Mà con đã Trắc phi của Tấn Vương, ngươi vô lễ như vậy, ai ra phạt ngươi chép nữ tắc 30 lần để cảnh cáo? Ngươi có chấp nhận? Thái hậu dạy phải, thiếp thân lĩnh phạt. Vân Hòa, con chịu khổ rồi. Nào, đến chỗ ai ra. Nói chuyện với ai ra.
Mẹ kiếp, trước giờ Tô Vân Hòa yếu ớt nhu nhược, sao lại trở nên mồm mép như vậy rồi? Cũng chỉ là diễn vai trà xanh ngoan ngoãn mà thôi. Ai mà không biết. Khởi bẩm Thao, Dự Trưng Vương Phi sắp sinh rồi. Cái gì? Mới được hơn 8 tháng thôi mà, sao đã sinh sớm thế? Vương Phi khi nãy đi dạo ở Ngự Hoa Viên, sơ ý trượt chân, nên sắp sinh rồi, mau đi theo ai ra đến xem. Dự Trưng Vương Phi bây giờ thế nào rồi? Bẩm Thái Hậu, Dự Trưng Vương Phi ngã xong thì động thai, nhưng vì chưa đủ tháng, nên bây giờ thai nhi trong bụng không bình thường. Tình huống rất xấu, thực sự là không thể cứu được. Hoàng tổ mẫu, sao lại như thế này? Dự Trưng Vương Phi mang thai, Dự Trưng Vương thì không ở đây, mà đang ở tiền tuyến, còn bị thương nặng. Đây là đứa con duy nhất của hắn mà. Cũng là đứa chất đầu tiên của Ai Gia. Ai Gia. Hoàng tổ mẫu, Hoàng y, để ta. Tô Vân Hòa, cô làm gì vậy? Bỏ tay ra. Hoàng tổ mẫu, bây giờ chưa phải để đau lòng. Dự Trưng Vương Phi cần người cổ vũ. Đúng, con nói đúng. Mất con có thể sinh thêm, nhưng nếu Dự Trưng Vương Phi, Ngự y, ta không quan tâm. Ngươi dùng cách gì phải giữ được Dự Trưng Vương Phi? Vương Phi trượt chân, động thai khí, bây giờ vị trí cái thai không ổn, thai nhi bất thường, nhưng dù thế nào cũng phải sinh con ra, nếu không vậy khác nào không có cách gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tổ chết. Hoàng huynh, con đang trở về. Chẳng lẽ vừa về đã phải chia ly lần cuối? Nếu như không thể sinh thường thì có thể mổ bụng ra, lấy thai ra ngoài không? Tỷ tỷ, đừng nói bậy. Mổ bụng lấy thai khác gì giết người. Tỷ muốn lấy mạng Dự Trưng Vương Phi. Lời Tấn Vương Phi nói không phải là vớ vẩn. Vi thần có đọc qua trong một cuốn sách cổ về việc mổ bụng lấy thai. Tuy nhiên, dù gì cũng chỉ là truyền thuyết, trong thực tế lại chưa có ai thành công. Ta làm được. Tô Vân Hòa, bổn vương cảnh cáo, đừng có làm bậy. Cô học y bao giờ chưa? Đừng có nói nhảm. Hỏng rồi, Vương Phi trẻ nhức ối rồi, không thể chờ thêm nữa. Hoàng tổ mẫu, mạng người quan trọng, xin hãy cho Vân Hòa thử. Xin hãy cho Vân Hòa thử. Tô Vân Hòa, cô có mình đang nói gì không? Nếu thất bại, Vân Hòa xin lấy cái chết tạ tội. Một mạng đổi một mạng. Được, Ai Gia sẽ cho một cơ hội. Nếu Dự Trưng Vương Phi có mệnh hệ gì, Ai Gia sẽ hỏi tội ngươi. Tô Vân Hòa, đừng có chạm vào ta. Cô ta đúng là không biết sống chết. Tô Vân Hòa biết y thuật từ khi nào? Khởi bẩm Thái Hậu, tỷ tỷ chưa từng học y. Vậy cô ta, sao cô ta dám? Cô ta không biết lượng sức. Nếu hại chết hoàng tẩu thì con sẽ bắt cô ta đền mạng. Tỷ tỷ cũng có ý tốt thôi. Để đề phòng, hãy cho Vân Cẩm vào xem tỷ tỷ. Nhất định phải cố lên. Ngươi có biết dùng chân điểm huyệt không? Cố gắng giúp Vương Phi mất đi cảm giác đau. Có thể. Được, điểm huyệt thay Vương Phi. Chuẩn bị canh sâm cho Vương Phi uống để giữ tỉnh táo. Ngoài ra, chuẩn bị kim chỉ, rượu đun sôi, chậu lửa và cả dao có mũi nhọn. Rõ. Tỷ tỷ, tỷ không biết y thuật thì đừng cố. Ta biết tỷ muốn giữ chân vương gia, nhưng tỷ làm vậy không chỉ hại bản thân mất mạng, mà còn liên lụy cả Dự Trưng Vương Phi. Kéo. Tỷ tỷ, đừng giả vờ giả vịt nữa. Tỷ làm gì biết mấy cái đó. Giết người. Giết người rồi. Giết người rồi. Lôi cô ta ra ngoài. Đừng để cô ta cản trở ta. Giết người rồi. Phải làm sao đây? Vương gia, sao vậy? Vương gia, tỷ tỷ lấy kéo mổ bụng Dự Trưng Vương Phi, tay đầy là máu, chỗ nào cũng là máu. Con mụ độc ác này, chờ cô ta ra ngoài, bổn vương sẽ khiến cô ta băng thây vạn mảnh, tạ tội với hoàng tỷ. Vậy phải làm sao đây? Đều tại Ai Gia, không nên lo quá hóa loạn, không nên tin cô ta. Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu,
Tình hình thế nào rồi? Vân Nhi ra sao rồi? Xin lỗi vương gia, là ta không cản kịp tỷ tỷ. Bây giờ tỷ ấy đã mổ bụng vương phi ra rồi, khắp nơi toàn là máu. Cái gì? Sao cô ta dám? Bẩm vương gia, vương phi bị phanh bụng. Lấy tiểu chủ tử ra, tiểu chủ tử lúc được ôm ra, cả người xanh tím, nhìn như sắp tắt thở rồi. Tấn vương phi còn đánh hại ấy, con ả ác độc này. Đồ độc ác nhà ngươi, không chỉ hại chết vương phi của bổn vương, còn hại chết cả đứa trẻ mới sinh của bổn vương, đúng không? Bổn vương muốn lấy mạng ngươi. Bổn vương muốn ngươi đền mạng. Hoàng huynh, sao lại cản ta? Con ả này hại con của ta. Hoàng huynh, hoàng tổ mẫu sẽ xử lý cho mọi người. Không lẽ hôm nay đệ định bảo vệ con ả độc ác đã hại con, đúng ta không? Tô Vân Hòa, ngươi đang làm gì vậy? Ta giết ngươi. Tô Vân Hòa, chúc mừng vương gia, tiểu quận chúa đã bình an ra đời. Con của ta. Vân Nhi sao rồi? Dự trương vương phi trượt chân ngã, lại bị mổ bụng lấy thai, bây giờ đang rất yếu. Cụ thể cần tiếp tục theo dõi. Vân Nhi, vất vả cho nàng, con của chúng ta vẫn còn sống, nhất định phải sống tiếp. Sao vậy? Không sao, chắc là chưa ăn cơm nên hạ đường huyết. Hạ đường huyết là gì? Không phiền vương gia lo. Cô biết y thuật từ bao giờ vậy? Sao lại có thể mổ bụng lấy thai? Sao bổn vương không biết? Vương gia một lòng nghĩ cho người khác, có bao giờ hiểu ta đâu. Cô, vương gia, dự trưng vương phi vẫn chưa được không? Phiền ngài ra ngoài. Cô đuổi bổn vương đi. Tô Vân Hòa, vương gia xin mời. Thái hậu, tỷ tỷ thực sự quá kích động, lại hại dự trương vương phải chịu nỗi đau mất con. Thiếp thân cũng thấy đau lòng. Tấn vương phi phạm lỗi sai như thế, ai ra sẽ không tha cho cô ta đâu. Vương gia, ngài tha cho tỷ tỷ đi. Tỷ ấy không có ác ý đâu, ta xin chết thay tỷ ấy. Vì sao bổn vương phải lấy mạng tấn vương phi? Tấn vương phi là ân nhân cứu mạng của cả nhà ta. Hoàng tổ mẫu, Vân Nhi đã sinh cho tôn nhi một đứa con, mẹ chồng con vương, không thể nào. Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi. Mổ bụng lấy thai thật sự có tác dụng. Đúng là khó tin. Đúng vậy, tôn nhi cứ tưởng đứa nhỏ đã tắt thở, ai ngờ tấn vương phi chỉ cần vỗ vài cái là đã khóc oe oe sống lại luôn. Mổ bụng lấy thai vi thần chỉ được xem trong sách cổ, chưa từng được thấy ngoài đời. Tấn vương phi rất lợi hại, đúng là khiến vi thần được học miễn phí. Lần này thật sự cảm ơn tấn vương phi, con xem đúng là có phúc lấy được một thần y. Bổn vương cũng không biết nữ nhân này lại biết y thuật từ lúc nào. Tấn vương phi, ai ra không ngờ con lại giỏi như vậy. Hoàng tổ mẫu quá khen. Tấn vương phi, Vân Nhi sao rồi? Dự trương vương phi tạm thời ổn định, chỉ là bây giờ đang rất yếu, đã ngủ say. Được, không sao là tốt. Nếu như dự trương vương phi đã ngủ, cứ để con bé. Hôm nay con cũng vất vả rồi, đi đến Tử Ninh cung của ai ra nghỉ ngơi. Hoài Chi, con cũng qua đây đi. Vâng, Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi ở lại đây chăm sóc Vân Nhi. Cũng được. Tấn Vương Phi, hôm nay con đã lập công lớn, con nói ai ra nghe, con muốn ban thưởng gì? Hoàng Tổ Mẫu. Vân Hòa, không cần ban thưởng, không cần ban thưởng. Sao Tô Vân Hòa có thể thật sự biết y thuật? Chắc chắn cô ta chỉ may mắn muốn lấy lòng Thái Hậu và Vương Gia. Ta không cho phép. Có rồi. Ngươi thích làm thần y phải không? Tô Vân Hòa, ta cho ngươi được như ý. Tỷ tỷ, xin lỗi. Muội có gì có lỗi với ta. Trước đó Vân Cẩm không biết y thuật tỷ tỷ lợi hại tới vậy, còn hiểu nhầm tỷ tỷ muốn làm loạn. Vừa nghĩ tới nghi ngờ tỷ tỷ, trong lòng liền thấy vô cùng áy náy. Tỷ tỷ, tỷ không trách ta chứ? Vân Cẩm, nàng không cần xin lỗi, là cô ta che giấu y thuật trước, nàng lo lắng cô ta gây họa, cũng là có lý.
Tấn Vương Trắc Phi, ngươi không cần tự trách, trước đó ai ra không biết, không phải cũng nghi ngờ y thuật của Vân Hòa sao? Vương gia và Thái hậu không chỉ không trách Vân Cẩm, còn an ủi Vân Cẩm. Trong lòng Vân Cẩm thật sự rất cảm động. Người này quả thật luôn nhớ, tìm cảm giác tồn tại. Có điều, tỷ tỷ, tỷ học y lúc nào thế? Trước đây ở trong nhà, chưa từng thấy tỷ tỷ đọc sách y. Đúng thế. Thuật mổ bụng lấy con, lợi hại thế này. Đến thái y cũng không biết, mà con lại tập được. Đến ai ra, cũng cảm thấy tò mò. Con cũng chỉ tình cờ, có được một cuốn sách y cổ, học theo trong đó mà thôi. Trước đây ở trong nhà, muội muội cũng không thường để ý tới con, chưa từng thấy con đọc sách y, không phải bình thường sao? Thì ra là vậy. Là ta quá thiếu quan tâm tỷ tỷ. Nếu sớm biết y thuật tỷ tỷ lợi hại thế này, Ngụy Thái phó bệnh nặng nhiều năm, tìm danh y khám chữa, ta nhất định giới thiệu tỷ tỷ tới đó sớm hơn. Giới thiệu cô ta làm gì? Bệnh của Ngụy Thái phó, phụ hoàng tìm danh y khắp thiên hạ cũng không ai có thể chữa được, y thuật của cô ta còn cao được hơn chắc. Vương gia, không thể nói như vậy. Người không còn thở, tỷ tỷ còn có thể cứu sống, ta nghĩ tỷ tỷ có chỗ hơn người. Ngụy Thái phó là nguyên lão ba triều, một đời vì triều đình giải quyết khó khăn, quả thật có công lớn. Nhưng tới khi về già lại bị bệnh tật dày vò, đến hoàng thượng cũng lo lắng không thôi vì việc này. Đáng tiếc thái y viện rộng lớn, lại không có ai có thể chữa khỏi cho ngài ấy. Không biết vị Ngụy Thái phó này mắc bệnh thế nào. Nghe nói ngài ấy đau bụng, không ăn được, thường xuyên cảm thấy nóng trong bụng. Nghe nói là dưới vai phải cảm thấy đau, đau bụng, nóng trong bụng. Còn cả đau dưới cánh tay phải. Lẽ nào là viêm túi mật? Vân Hòa, con biết bệnh này, con chữa được không? Nếu con có thể, con đi chữa bệnh cho thái phó đi. Hoàng tổ mẫu, chuyện này không ổn, con bằng lòng đi khám cho thái phó đại nhân, nhưng cụ thể có chữa được hay không, phải sau khi khám mới biết được. Tô Vân Hòa, theo bổn vương biết, cô chưa từng học y. Vừa rồi cô có thể cứu hoàng tổ chẳng qua là may mắn. Cô thật sự coi bản thân là thần y, có thể chữa bách bệnh. Ai ra lại cảm thấy, nói không chừng Vân Hòa có thể chữa khỏi bệnh của thái phó. Vân Hòa, con cứ việc chữa. Nếu con chữa khỏi bệnh của thái phó, ai ra cho con một nguyện vọng. Chỉ cần con không làm hại bách tính, nguyện vọng gì cũng được. Hoàng tổ mẫu, nếu con có thể chữa khỏi bệnh của thái phó, con chỉ muốn xin người một ý chỉ. Muốn ý chỉ gì? Đợi con chữa khỏi bệnh cho thái phó, con lại nói cho người. Được, ai ra đồng ý với con. Con tin tỷ tỷ nhất định có thể chữa khỏi bệnh của thái phó. Kéo ta tới đây làm gì? Bệnh của Ngụy Thái phó cô không được chữa, vì sao? Cô đừng quan tâm vì sao, bổn vương nói gì thì cô làm vậy. Khám bệnh cho Ngụy Thái phó là chuyện của ta, vương gia quản được sao? Huống hồ ta đã đồng ý với hoàng tổ mẫu, phụ hoàng kính trọng Ngụy Thái phó vô cùng, bệnh của Ngụy Thái phó chính là tâm bệnh của phụ hoàng. Ngài ấy lớn tuổi rồi, nếu xảy ra bất trắc gì trong tay cô, hậu quả sẽ thế nào? Nếu cô muốn mượn chuyện này xin công với hoàng tổ mẫu, ta khuyên cô cân nhắc xem năng lực bản thân tới đâu, không phải ta. Thôi vậy, tùy ngài nghĩ thế nào, dù sao bệnh của Ngụy Thái phó ta đã quyết định rồi, phải chữa. Tô Vân Hòa, sao cô lại cố chấp thế? Nếu vương gia không còn việc gì khác, ta quay về ở bên hoàng tổ mẫu đây. Cô, nữ nhân này đúng là không thể hiểu nổi. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của đại phu. Hơn nữa, nếu có thể cứu Ngụy Thái phó, sau này ta cảm thấy đề xuất hòa ly với thái hậu, rời khỏi phủ Tấn Vương. Trước đây mặt dày theo đuổi bổn vương, giờ lại lạnh nhạt với bổn vương thế này. Trong mắt cô ta còn bổn vương không? Tô Vân Hòa, vương gia, hôm nay ở trong cung cũng đã mệt cả ngày rồi, hay đến viện của thiếp thân. Thiếp thân bóp vai cho chàng. Không cần đâu, hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, bổn vương còn có việc.
Tô. Vương Phi, người cản tên cho Vương Phi bị thương, sao lại nghiêm trọng hơn rồi? Có lẽ vì hôm nay, lúc mổ đẻ cho giữ trưng Vương Phi. Động tác quá mạnh, ảnh hưởng vết thương. Vương Phi, người không thương yêu cơ thể bản thân thế này, vết thương sẽ để lại sẹo đó. Sẹo thì sẹo thôi. Với lại, vết thương trên vai cũng không ai thấy được. Huống hồ, một vết sẹo này, cứu hai mạng người. Đáng. Tô Vân Hòa lại nói ra lời đại nghĩa như vậy. Vậy là cô ta thật sự nổi lòng tốt muốn cứu thầy phó. Vậy cũng không được, cô ta không thể ra về. Thái y viện và vô số cao thủ cho dân gian đều đã thử, đều khoanh tay chịu trói. Tô Vân Hòa, có thể có bản lĩnh gì? Thuộc hạ tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Mang kim sang dược cho Vương Phi. Trước đây không phải vương gia đã tặng Vương Phi một bình rồi sao? Bảo ngươi đi thì ngươi đi. Đợi đã, bảo nhà bếp nấu vài món. Vâng, trước đây Vương Phi từng cứu bổn vương không muốn nợ cô ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Vương Phi, vương gia đã hạ lệnh không cho người vào phủ thái phó, người còn cứ muốn đi, thế này không phải đối địch với vương gia sao? Ta đi chữa bệnh cho thái phó, hắn không cho thì sao? Vậy Vương Phi luôn chọc cho vương gia không vui, là đẩy ngài ấy cho chắc phi nương nương. Vương gia vốn đã thiên vị chắc phi. Tiếp tục thế này, vương gia càng không tới viện của người. Trái tim vương gia vốn ở chỗ Tô Vân Cẩm. Cần ta đẩy sao? Với lại, ta không còn thích vương gia nữa. Hắn không tới. Càng tốt, vương gia. Vừa rồi hắn đã nghe thấy lời ta nói. Nghe thấy thì sao? Vốn dĩ ta không thích hắn, người thích hắn là nguyên chủ. Ngài tới làm gì? Cô muốn đi khám cho thái phó. Đúng thế. Sao? Ngài muốn cản ta. Bổn vương đi cùng cô. Ngài muốn đi cùng ta. Cô đừng hiểu nhầm. Bổn vương là sợ cô khám ra nguy hiểm tính gây rắc rối cho phủ tấn vương. Vậy nên, mới đi cùng cô. Ta còn chưa nói gì cả. Vương gia. Vội vàng giải thích vậy làm gì? Ta giải thích, ta. Đi thôi. Vương Phi nói chuyện thế này với vương gia lại không tức giận. Tô Vân Hòa, cô đứng lại cho bổn vương. Vương gia, còn muốn ôm bao lâu? Cô nghĩ bổn vương muốn ôm cô. Vương gia, tỷ tỷ. Vân Cẩm, sao nàng tới đây? Thiếp thân nghe nói hôm nay tỷ tỷ đi khám cho thái phó. Muốn đi cùng tỷ tỷ. Nếu gặp tình huống khẩn cấp gì, còn có thể giúp tỷ tỷ. Vẫn là nàng chu đáo. Tỷ tỷ, có phải tỷ không muốn Vân Cẩm đi cùng? Không phải, ta chỉ cảm khái. Ta còn chưa ra khỏi cửa. Muội đã biết, ta muốn đi khám cho thái phó. Tin tức của muội nhanh nhẹ thật đấy. Tô Vân Hòa, chuyện cô muốn ra ngoài, phu xe trong phủ biết. Hắn nói với bổn vương nói với Vân Cẩm. Việc này có vấn đề gì sao? Cô hỏi thế này, là trách bổn vương tiết lộ tin tức. Vương gia, ngài với muội bên nhau không nói lời tình cảm. Lại nói chuyện ta xuất phủ. Quan tâm ta như vậy, người không biết. Còn tưởng ngài yêu ta nhiều đấy. Tô Vân Hòa, cô bớt tự mình đa tình, sao bổn vương có thể yêu cô? Ai biết vương gia? Có phải khẩu thị tâm phi? Tô Vân Hòa, ai? Đừng gọi nữa, ta không biết. Nhưng muội muốn tới phủ thái phó. Ta không quản được, nhưng muội đừng lấy ta làm cái cớ. Trong lòng ta và muội đều hiểu rõ. Không có chuyện muội sẽ giúp ta. Tỷ tỷ, cho đi qua. Tô Vân Hòa, vương gia. Ta theo tới phủ thái phó. Có phải tỷ không được vui? Ta lại làm sai rồi sao? Nàng không sai. Là nữ nhân đó, cô ta không biết tốt xấu. Nàng muốn tới phủ thái phó thì nàng đi, kệ cô ta.
Tiểu nhân thăng kiến Tấn Vương gia, thăng kiến Tấn Vương gia, các vị, không cần đa lễ. Tấn Vương gia, hôm nay dẫn người nhà tới phủ. Không biết có việc gì. Không có gì, chỉ là muốn tới xem sức khỏe của thái phó. Hôm qua, ta nghe thái hậu nhắc tới triệu chứng của thái phó. Trùng hợp có chút hiểu biết về nó, vậy nên đặc biệt tới đây, muốn khám cho thái phó. Trước đây chưa từng nghe nói. Tấn Vương Phi cũng hiểu y thuật. Trước đây, ta chưa từng thể hiện y thuật, phu nhân không biết cũng bình thường. Không nói nhiều nữa. Phu nhân, giờ có thể đưa ta đi gặp Ngụy thái phó không? Đường đường Tấn Vương Phi, đích thân tới khám cho thái phó. Tại hạ thật sự bội phục. Nhưng bệnh của thái phó không phải người bình thường có thể chữa khỏi. Vương Phi, ta khuyên cô đừng cố tỏ vẻ. Vị này là Diệp Thần Y. Trước đây, lão gia ốm, đều là ngài ấy giúp khống chế bệnh tình. Lão gia mới có thể gắng gượng tới bây giờ. Hóa ra ngài chính là Diệp Thần Y. Nghe nói y thuật ngài cao siêu, xuất sắc hơn người. Sau khi thái phó ngã bệnh, mỗi lần đau không muốn sống, dựa hết vào ngài cho đan dược giảm đau, ngài ấy lại sống tiếp được. Hôm nay thật sự đã gặp được người thật. Tấn Vương chắc vì quá khen. Diệp Thần Y, ta xin nhận lời khuyên của ngài. Nhưng ta cũng theo ý chỉ của thái hậu tới khám cho Ngụy thái phó. Thái hậu muốn ta chữa, ta cũng không thể kháng chỉ không nghe nhỉ. Nếu đã là thái hậu cử tới, vậy tại hạ khuyên cũng không có tác dụng nhỉ. Tấn Vương Phi, thứ cho ta nói thẳng, từ sau khi gia phụ ốm nặng, mỗi lần có đại phu tới khám đều khiến người hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu cô chỉ muốn lấy danh tiếng trước mặt thái hậu, vậy đừng tới tăng thêm đau khổ cho gia phụ, chữa bệnh cho thái phó. Quả thật có liên quan tới thái hậu, nhưng cũng là tấm lòng của đại phu với bệnh nhân. Ta cũng muốn giúp thái phó có thể thoát khỏi giày vò của bệnh tật. Vô số đại phu đều bó tay chịu trói với bệnh của gia phụ. Lẽ nào cô còn lợi hại hơn những đại phu danh tiếng lẫy lừng đó? Không thử. Sao cô biết? Ta cũng bó tay chịu trói với bệnh của thái phó. Kinh thành có ai không biết? Tấn Vương Phi thất đức hay ghen tị? Chỉ là một kẻ vô dụng. Thanh Lạc, cẩn thận lời nói. Vương Phi, nào phải người con có thể phán xét. Mẹ, tiểu nữ vô lễ, vẫn mong Vương Phi đừng tính toán với nó. Hôm nay Vương Phi tới, thần phụ xin nhận tấm lòng. Hiện giờ lão ra khám bệnh nhiều lần thất bại, đã không muốn chịu giày vò thêm nữa. Vậy nên, Ngụy phu nhân, ta biết bà cũng không tin y thuật của ta, nhưng ta đảm bảo với bà, Tấn Vương gia, lão gia sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc. Vậy nên thần phụ không thể tiếp đãi nữa. Xin ngài đưa Tấn Vương Phi rời đi. Bên thái hậu, thần phụ sẽ đích thân đi thỉnh tội. Bổn vương hiểu. Hôm nay, bổn vương và Vương Phi đã làm phiền. Đi thôi. Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân. Tấn Vương Phi, ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Ngụy phu nhân, bà để tỷ tỷ thử đi, tỷ tỷ ta biết chút y thuật, cũng là có lòng tốt. Vân Cẩm, nếu Ngụy phu nhân đã không muốn, đừng làm khó bà ấy nữa. Thiếp thân hiểu rồi. Không để Tô Vân Hòa khám cho thái phó, sao Tô Vân Hòa có cơ hội phạm lỗi? Phu nhân, Diệp Thần Y, chuyện không hay rồi, lão gia lại phát bệnh rồi. Diệp Thần Y, ông mau đi xem lão gia. Cô muốn đi đâu? Đương nhiên là đi cứu Ngụy thái phó. Tô Vân Hòa. Vương gia, tỷ tỷ, liều lĩnh đi theo như vậy, liệu có gây ra họa không? Chúng ta cũng mau đi theo xem đi. Thái phó, đau quá ngất đi rồi. Hiện giờ cần giảm đau. Nhanh lấy thuốc giảm đau của ta. Vâng. Để thái phó nằm đây trước đã. Chút nữa uống thuốc giảm đau, ngài ấy sẽ tỉnh lại, sắc mặt trắng xanh, môi tím. Đây không phải ngất bình thường, thân phận cần lập tức cấp cứu. Tấn Vương Phi, cô theo tới đây làm gì? Hiện giờ tình hình gia phụ nguy cấp, trong phủ không có thời gian tiếp đãi cô, mời cô về cho. Tô Vân Hòa, cô muốn làm gì? Tứ chi lạnh ẩm, này là bị choáng. Thái phó, thái phó, có thể nghe thấy ta nói không? Thái phó, Tấn Vương Phi, không cần gọi nữa, thái phó đã ngất rồi. Cô thế này sẽ quấy nhiễu tinh thần ngài ấy. Tấn Vương Phi, lão gia nhà ta không cần cô cứu, cô cách xa ông ấy ra chính là ơn cứu mạng lớn nhất rồi. Tỷ tỷ, tỷ đang cứu thái phó. Sao ta cảm thấy giống như đang giày vò thái phó?
Tô Vân Hòa, cô đừng làm loạn nữa, nhanh đi cho ta. Thế này là sao thế? Thế này. Chị. Lão gia, cha. Thái. Thái phó không còn mạch tượng. Thái phó không còn mạch tượng. Cái gì? Mẹ. Vừa rồi không phải còn cứu được sao? Sao tỷ tỷ đụng vào một chút liền? Diệp thần y, ta xin ông cứu lão gia nhà ta. Cứu thái phó là lẽ đương nhiên. Nhưng tình hình hiện giờ của ngài ấy, ta cũng hết cách. Bất kể dùng cách gì, xin ngài đấy cứu cha ta. Ngài thử lại đi. Mạch tượng chẳng còn thì sao mà cứu. Có thần tiên tới cũng không cứu nổi. Nhưng nếu lúc này ta chọn không cứu, vậy. Được, vậy thế này đi. Ta dùng châm cứu đâm vào huyết mạch ngài ấy, xem thử có thể sống lại không. Ừm, được. Choáng tới ngừng hô hấp. Lúc này châm cứu cũng vô dụng. Kịp thời hồi sức tim phổi, vẫn còn kịp. Ta có thể cứu thầy phó. Để ta, cô muốn quậy tới lúc nào? Tô Vân Hòa, cô ở yên đi cho ta. Vương Phi, cô không hai chết thái phó thì không thôi à? Vừa rồi nếu không phải cô một mực động vào thái phó, lại gọi ngài ấy, làm loạn tinh thần ngài ấy, sao ngài ấy có thể ngừng hô hấp? Cô đừng năm lần bảy lượt làm phiền ta cứu thái phó. Tỷ tỷ, không phải tỷ biết y thuật sao? Sao thái phó mất cả mạch tượng? Tỷ đừng làm phiền Diệp thần y nữa. Thái phó bị choáng, Diệp thần y liều lĩnh dùng châm, người muốn hại chết thái phó, rõ ràng là ông. Đủ rồi. Tấn Vương Phi, xin cô mau đi đi. Xin cô tha cho lão gia nhà ta một con đường sống. Mẹ. Ngụy phu nhân, bà tin ta. Nếu còn không để ta cứu thái phó thật sự không cứu nổi nữa đâu. Tấn Vương gia, xin ngài đưa Vương Phi đi đi. Cảm ơn đại ân đại đức của ngài. Ngụy phu nhân, xin lỗi. Tô Vân Hòa, theo bổn vương quay về. Quay về. Tỷ tỷ, tỷ nghe vương gia đi, đừng hại thái phó nữa. Đi thôi, đi. Phu nhân, tiểu thư, ta cần. Không gian châm cứu yên tĩnh, được, đi thôi mẹ. Tô Vân Hòa. Cô, Tô Vân Hòa. Mở cửa, Tô Vân Hòa, cô muốn làm gì? Tô Vân Hòa, cô điên rồi sao? Đồ ngu Tô Vân Hòa. Tình hình thế này mà vẫn dám xông vào, nhưng thế này cũng tốt. Cô ta hại chết thái phó thì kết cục lại càng thảm. Cô lại vào đây làm gì? Tránh ra. Cô thế này là muốn lấy mạng thái phó. Vừa rồi chính Tấn Vương Phi hại thái phó sống dở chết dở. Nếu thái phó chết trong tay Tấn Vương, vậy cái chết của thái phó thật sự không liên quan tới ta. Cô dừng tay. Chân ta. Ta có sức tới vậy sao? Thôi kệ, cứu thái phó quan trọng. Đây là tiếng của Diệp thần y, kêu thê thảm quá. Lẽ nào tỷ tỷ ở trong phòng đã ra tay với Diệp thần y? Vậy thái phó. Tấn Vương Phi, cô mở cửa ra. Cô muốn hại chết lão gia nhà ta. Cô còn muốn giết Diệp thần y diệt khẩu. Tô Vân Hòa, mở cửa ra. Cô lột áo thái phó làm gì? Cô thế này là muốn ngài ấy chết, còn thuận tiện trong sạch của ngài ấy sao? Tấn Vương Phi, sao cô lại độc ác thế? Cô lại dám vu vạ cho cha ta, cô mau mở cửa ra. Tấn Vương Phi, phủ ta có chỗ nào có lỗi với cô? Cô cứ muốn đẩy lão gia vào chỗ chết, khiến ông ấy mất mạng lẫn danh tiếng. Vương gia, chàng đừng giận. Tỷ tỷ không có chừng mực trong chuyện nam nữ. Hành động quả thật hoang đường, ta bằng lòng xin lỗi thay tỷ ấy, cũng bằng lòng chịu phạt thay tỷ ấy. Vân Cẩm, nàng không cần bảo vệ cô ta, là nữ nhân này không biết liêm sỉ. Ngụy phu nhân, Ngụy tiểu thư, phiền hai vị tránh ra, bổn vương phá cửa. Ta đang cứu thái phó. Ta nói thái phó cứu được, chắc chắn cứu được ngài ấy. Tấn Vương Phi, cô lấy đâu ra tự tin cho rằng bản thân sẽ cứu được người không còn thở? Cô thế này không chỉ giày vò thái phó, còn chê ngài ấy chết không đủ nhanh sao? Tô Vân Hòa, cô đừng cản trở ta. Đừng cản trở ta. Tỷ tỷ, tỷ mau dừng tay đi. Thái phó đã bị tỷ giày vò tới mất mạng rồi. Tỷ tha cho ngài ấy đi. Tấn Vương Phi, cô quả thật không phải người. Vì sao cô muốn hại chị ta thế này? Tấn Vương Phi,
cô sát hại thái phó đương triều. Ta nhất định bẩm báo với hoàng thượng và thái hậu, cho dù ta liều cái mạng già này, cũng phải khiến cô trả giá vì chuyện ngày hôm nay. Nếu hôm nay ta không cứu sống thái phó, tôi đền mạng ta cho thái phó cô. Lại dám cược mạng bản thân. Lẽ nào Tô Vân Hòa thật sự có thể cứu thái phó? Không, nếu cô ta thật sự có bản lĩnh chữa bệnh cứu người, không thể nào ta lại không biết. Hiện giờ cô ta đang tự tìm đường chết, kéo dài thời gian mà thôi. Tấn Vương Phi nói nghe thật đại nghĩa. Một Vương Phi đền mạng thái phó, cô ta thế này là sỉ nhục thái phó. Rõ ràng là muốn ngài ấy chết không nhắm mắt. Thần phụ không để Tấn Vương Phi sỉ nhục lão gia. Thần phụ không cần mạng của Tấn Vương Phi, nhưng thần phụ sẽ ngày đêm nguyền rủa cô. Cô hại chết lão gia nhà ta, ta nhất định không để cô chết yên. Thái phó, ngài phải kiên trì. Thái phó, ngài nhất định phải tỉnh lại. Tô Vân Hòa, bất kể ngươi kéo dài thời gian thế nào, cũng không thể ngăn cản sự thật ngươi hại chết thái phó. Tô Vân Hòa, đủ rồi đó, cô đừng u mê nữa. Lão gia, ông đã tỉnh lại, lão gia đã nói mà, còn cứu được. Vai cô, làm hồi sức tim phổi cần rất nhiều sức lực. Có lẽ miệng vết thương lại nứt ra, băng bó lại là được. Cô ta thật sự đã cứu thái phó, còn vì cứu thái phó, không màng vết thương của bản thân, thái phó chỉ hồi phục hô hấp. Muốn thoát khỏi nguy hiểm vẫn phải tiếp tục chữa trị. Ngụy phu nhân, giờ bà tin ta được rồi chứ? Tấn Vương Phi, vừa rồi, có gì muốn nói? Đợi bệnh tình của thái phó ổn định rồi nói. Được. Cảm ơn. Khoan đã. Ngụy phu nhân, không có chứng cứ có thể chứng minh cứu được thái phó là nhờ cách của Tấn Vương Phi. Ý Diệp thần y là cách cứu người mà Tấn Vương Phi nói. Ta hành y 40, 50 chưa từng gặp. Theo ta thấy, thái phó đại nhân chưa chết, đó là nhờ thái phó mệnh lớn. Mọi người đừng dễ dàng tin cô ta. Diệp thần y, vừa rồi không phải ngài bị ta đẩy ngã, bị thương ở chân à? Nhanh vậy đã lại nhanh nhẹn vậy rồi. Vừa rồi ta bị chuột rút nên không đứng lên được, hiện giờ chân khỏe rồi, đương nhiên là đứng lên được. Ngụy phu nhân, nếu không phải vì cứu thái phó, ta cần gì mạo hiểm bị bà và Ngụy tiểu thư hiểu nhầm, chặn hai vị, thậm chí vương ra ngoài cửa, hại chết thái phó, không có lợi gì cho ta. Tấn Vương Phi, ta tin cô, xin cô cứu lão gia nhà ta, nhất định. Ngụy phu nhân, Ngụy tiểu thư, hai vị ra ngoài đợi đi. Thái phó cần không khí thoáng đãng, đông người quá, không khí không lưu thông. Vương gia, bổn vương ở lại để đề phòng cô lại giở trò gì thôi. Ta cũng ở lại đây với tỷ tỷ, hai người ở đây chỉ cản trở ta thôi. Ra ngoài hết đi. Vương gia, tỷ tỷ đã nói vậy rồi, thì chúng ta đi thôi. Lâu như thế rồi, sao Vương Phi vẫn chưa ra nhỉ? Có phải lão gia không ổn không? Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, tuy Vương Phi không có lý do để hại thái phó, nhưng ai biết được cô ta có bản lĩnh để chữa khỏi cho thái phó không chứ? Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc y thuật của tỷ tỷ ở đâu ra? Nhưng tỷ ấy mãi chẳng chịu nói thật với ta. Phải đấy mẹ, trước đó con cũng không nghe Tấn Vương Phi biết y thuật. Cô ấy mà biết y thuật thật thì đáng ra nổi tiếng khắp kinh thành lâu rồi. Nhưng vừa nãy đúng là cô ấy ấn cha con xong, ông ấy mới hô hấp trở lại. Phu nhân, ta nói rồi mà, vừa nãy Vương Phi chưa ấn chết thái phó, là thái phó mạng lớn, số phận chưa cho chết, thật sự không liên quan đến Vương Phi. Thế bây giờ sao rồi? Ngụy thái phó tỉnh lại rồi, tình hình ổn định lại rồi, mọi người có thể vào thăm. Thật sao? Vào thôi mẹ ơi. Không ngờ y thuật của tỷ tỷ lại giỏi tới mức ấy. Tỷ tỷ vất vả quá. Vất vả rồi. Ừm. Diệp thần y, ông vẫn nghĩ người cứu thái phó tỉnh lại là ông, không liên quan đến ta sao? Y thuật của Vương Phi cao siêu, tại hạ thật sự không ngờ nổi. Tại hạ bái phục. Vừa nãy ta tiện thể kiểm tra triệu chứng của thái phó, ông ấy bị viêm túi mật. 2 năm rồi, không những không chữa được, mà ông ấy còn bị nặng hơn.
Diệp thần y, ông biết tại sao không? Vương Phi nói vậy là có ý gì? Thái phó bị bệnh bao nhiêu năm trời, mời bao nhiêu thầy lang cũng không chữa khỏi bệnh cho ngài ấy. Chỉ có ta khống chế được bệnh tình của thái phó. Bây giờ bệnh tình của thái phó trở nặng. Liên quan gì đến ta? Ta chỉ tiện hỏi thôi. Diệp thần y đâu cần căng thẳng vậy. Không ngờ Tấn Vương Phi lại nhìn ra, ta giở trò trong lúc chữa bệnh cho thái phó. Không, cô ta không thể nào phát hiện ra. Huống hồ, nếu cô ta có bằng chứng thì vừa nãy cô ta vạch trần mình luôn rồi. Tấn Vương Phi. Tấn Vương Phi, trước kia, ta có mắt không tròng. Không ngờ y thuật của cô lại giỏi như thế. Ta xin lỗi cô, vì những gì ta nói với cô trước đó. Hôm nay nếu không có cô, thì ta với lão gia đã âm dương cách biệt rồi. Tấn Vương Phi, ta cũng thu hồi lại những lời nói khiếm nhã mà ta nói với cô trước đó. Ta xin lỗi, Ngụy phu nhân, Ngụy tiểu thư. Ta biết hai người, cũng do quá lo cho thái phó. Ta không để bụng mấy lời đó đâu. Tấn Vương Phi đúng là có tấm lòng rộng lượng. Thần phụ thật sự bái phục. Thần phụ biết, giờ ta nói như thế. Thật sự là quá mặt dày vô liêm sỉ, nhưng dù có phải mặt dày, thần phụ cũng có một chuyện muốn cầu xin. Ngụy phu nhân, có chuyện gì, bà cứ nói luôn đi. Không cần phải hành lễ với ta đâu. Tấn Vương Phi, chỉ cần người cứu được cha ta, người muốn ta làm gì cũng được. Hai người không cần làm như vậy đâu. Ta cũng không bảo ta không cứu Ngụy thái phó. Nói vậy là, cô đồng ý rồi sao? Ta sẽ chữa bệnh cho Ngụy thái phó. Nhưng có chữa khỏi được không? Ta phải khám kỹ mới biết được. Tấn Vương Phi, chắc chắn cô sẽ chữa được. Y thuật Tấn Vương Phi cao siêu, chắc chắn người có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta. Nếu Tấn Vương Phi thật sự chữa khỏi bệnh cho thái phó, thì mình phải làm sao đây? Thái phó, ngài phải cố gắng lên. Thái phó, ngài phải tỉnh lại. Sao trước đây mình không phát hiện ra? Cô ấy là người xả thân vì người khác như vậy. Vương gia, không còn sớm nữa. Đi nghỉ thôi ạ. Vương gia, không, Vương Phi có chuyện rồi. Cô ấy làm sao? Nha hoàn của Vương Phi đến báo, tự nhiên vết thương Vương Phi sinh ngủ, rồi dương người đang hôn mê. Phái thể lang để khám, bổn vương sẽ đến ngay. Vâng. Vân Cẩm, bổn vương đi thăm Tô Vân Hòa, nàng nghỉ ngơi đi, tối nay không cần đợi bổn vương đâu. Vương gia, thần thiếp đi cùng ngài, thần thiếp cũng lo cho tỷ tỷ. Không cần đâu, nàng cũng mệt rồi, nàng cứ đi nghỉ sớm đi. Tối lạnh, nàng mặc nhiều vào, cẩn thận cảm lạnh. Vương gia. Bây giờ vương gia đến phòng ta, cô ta cũng có thể gọi ngài ấy đi. Cô ta cố tình không muốn cho ta với vương gia viên phòng. Tô Vân Hòa, giờ cô dám cướp vương gia với trang trợ như vậy sao? Nếu cô ta mà chữa khỏi bệnh cho thái phó, thì phải làm sao? Vương gia, miễn lễ. Tình hình Vương Phi sao rồi? Thưa Vương gia, bây giờ phải hộ lý gấp cho vết thương của Vương Phi và hạ sốt cho Vương Phi. Cứ làm theo lời ông nói đi. Vâng, tiểu nhân sẽ đi kê đơn thuốc để hạ sốt cho Vương Phi. Vết thương trên vai Vương Phi, trong phòng vẫn còn thuốc kim sang, bổn vương sẽ tự xử lý vết thương của Vương Phi. Vâng. Vương gia, thế ta ra ngoài cửa đợi nhé. Ra đi. Lấy thuốc kim sang và đồ bôi thuốc cho ta. Cô cũng đi đi. Vâng. Cứu người mà không màng đến vết thương của mình. Bổn vương thật sự không biết nên bảo cô ngốc hay là cô lỗ mãng nữa. Đau quá. Đau. Đau cũng phải nhịn. Không xử lý sạch vết mủ, cô sẽ đau hơn. Bổn vương bảo cô nhịn thôi, chứ không bảo cô không được kêu. Vương gia, ngài tập trung xử lý vết thương cho ta đi. Vâng.
Cảm ơn vương gia. Cô không cần cảm ơn bổn vương. Cô với bổn vương là do phụ hoàng ban hôn. Ta sợ cô chết trong vương phủ, phụ hoàng sẽ trách tội ta. Vương gia yên tâm. Cho dù ta chết, cũng bỏ ra khỏi cổng vương phủ, chết ở bên ngoài. Bị như thế này rồi, mà cô vẫn còn già mồm được à? Cô nghỉ ngơi đi. Trong bộ dạng của cô, bổn vương còn phải nghi ngờ không biết cô chữa nổi bệnh của thái phó không? Vương gia, y giả không thể tự chữa cho mình. Vương gia, có thuốc rồi ạ. Cho vương phi uống thuốc, rồi chăm sóc cho cô ấy. Bổn vương đi đây. Vâng. Có chuyện gì cứ đến gọi bổn vương. Xem ra, vương gia vẫn quan tâm đến vương phi. Đi thôi, đến phủ thái phó. Vết thương của cô lành rồi sao? Tuy vẫn chưa khôi phục hẳn, nhưng cũng không đáng ngại. Vương gia có muốn xem không? Cô đã không sao rồi, vậy đi thôi. Phu nhân, Tấn vương phi, cuối cùng cô cũng đến. Đồ cô bảo thần phụ chuẩn bị hết rồi. Từ đêm qua, lão gia không ăn gì. Chuẩn bị xong xuôi cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vâng. Diệp thần y. Nghe nói Diệp thần y sắp rời khỏi phủ ta rồi. Tấn vương phi chữa khỏi bệnh cho lão gia rồi, Diệp thần y ở lại phủ cũng chẳng về làm gì, nên tất nhiên phải rời khỏi đây. À, Tấn vương phi đáng chết này. Nếu không tại cô ta. Ai thế? Cho thái phó dùng loại độc này, sau một nén nhang sẽ phát tác. Lúc ấy là lúc Tấn vương phi đang chữa cho thái phó, để vụ việc thái phó trúng độc lên người Tấn vương phi rồi dùng thuốc giải để cứu thái phó là có thể đuổi được Tấn vương phi, tiếp tục ở lại phủ thái phó. Đun ma phí tán xong rồi. Tấn vương phi nói rồi. Ma phí tán này là để gây mê cho thái phó. Mới phẫu thuật được. Ta hầm xong rồi. Được, cô ra sau nhà bếp với ta, lấy dương tràng tuyến mà Tấn vương phi cần. Sau đó phải mang đến phòng ngủ của thái phó. Vâng ạ. Tấn vương phi, đừng trách ta độc ác. Đều tại cô tự chuốc lấy. Có thuốc rồi đây ạ. Cho thái phó uống đi. Vâng ạ. Khoan đã. Cô ra ngoài đi. Vâng. Thuốc có vấn đề. Sao cơ? Ma phi tán, dùng vị thuốc gây mê. Thành phần chủ yếu là mạn đà la. Mùi phải hơi thung thủng mới phải. Nhưng ta lại không ngửi thấy mùi thung thủng, mà nó lại là mùi thơm. Vậy nên, chắc chắn bát thuốc này có vấn đề. Nhưng đơn thuốc này là phu nhân ta đích thân chuẩn bị. Theo lời vương phi nói, sao lại thế này? Ta đoán là có người giở trò với thuốc. Trong lúc hầm thuốc, nếu muốn điều tra ra ai giở trò, cần thái phó phối hợp với ta. Vương phi muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần thái phó giả vờ trúng độc là được ạ. Diệp thần y, sao ông lại đến đây? Ta chữa bệnh cho thái phó bao nhiêu năm nay, ta lo cho thái phó, suy nghĩ kỹ lưỡng. Hôm nay ta vẫn muốn về đây để xem thái phó. Diệp thần y có lòng quá. Thái phó, ngài sao thế? Thái phó,
thái phó hôn mê, tự nhiên mồm sủi bọt trắng, tình hình không ổn lắm. Thái phó hôn mê, tự nhiên sủi bọt mép, tình hình không ổn lắm. Sao lại như thế? Cô có kiểm soát được bệnh tình của thái phó ta? Ta cũng không biết, để ta vào trong xem. Lão gia, ngài đừng dọa ta. Lão gia, ngài mau tỉnh lại đi. Lão gia, thái phó trúng độc. Trúng độc sao? Phu nhân, bà cho thái phó ăn gì thế? Từ hôm qua tới giờ, chẳng ăn gì hết. Ta chỉ chuẩn bị ma phi tán. Theo lời Tấn Vương Phi bảo ma phi tán có tác dụng gây mê, lúc phẫu thuật mới không bị đau. Ma phi tán đó có mấy vị thuốc? Ta nhớ là có sinh thảo ô, hương bạch chỉ, đương quy, hoa mạn đà la. Mạn đà la sao? Mạn đà la đúng là có tác dụng gây mê, nhưng nó là loại độc mạnh. Vương Phi, cô hạ độc thái phó là có ý đồ gì? Tấn Vương Phi, không phải cô bảo loại độc này lúc hầm sẽ mất độc tính sao? Sao mạn đà la lại biến mất được chứ? Tấn Vương Phi, cô học dốt hay là cố ý lừa phu nhân thái phó để hại thái phó? Sao độc mạn đà la lại không tan được chứ? Nếu không phải công thức ma phí tán này là do Hoa Đà, danh y nổi ra, thì Diệp Thần Y cố chấp nghi ngờ thế này, ta suýt thì tin. Diệp Thần Y, sao ông chắc chắn thái phó đang trúng độc? Mà loại độc này chính là mạn đà la trong ma phí tán. Còn phải nói sao? Phu nhân thái phó nói, uống ma phí tán đó có độc mạnh. Chuyện này rõ ràng vậy còn gì? Ta nghĩ chắc chắn tỷ tỷ không cố ý hạ độc thái phó đâu. Chắc là tỷ ấy thật sự không biết độc tính của mạn đà la không thể biến mất, mới lỡ để thái phó uống thôi. Y thuật Vương Phi cao siêu, người tắt thở còn cứu được, vậy mà lại bảo không biết mạn đà la có độc sao? Tại hạ thực sự không tin. Tấn Vương Phi, tại sao cô lại muốn hại cha ta? Cô không muốn cứu cha ta thì cô từ chối được mà. Sao cô hứa với ta sẽ cứu cha ta, giờ lại hại cha ta chứ? Bổn Vương tin Vương Phi không cố ý hạ độc thái phó. Ngụy tiểu thư, cô đừng giận. Chắc tỷ tỷ ta thật sự không biết mạn đà la có độc. Tỷ ấy chỉ sơ suất thôi. Sơ suất sao? Sự sơ suất của một đại phu sẽ hại chết người khác đấy. Tấn Vương Chắc Phi, cô không thấy cô nói vậy là quá đáng sao? Vương Phi, dù cô vẫn giận thì hai mẹ con họ nghi ngờ cô. Trong lúc cô điều trị cho thái phó, cô cũng không nên hạ độc thái phó. Thái phó là người vô tội. Lão gia, tại ta hại ngài. Lão gia, cha ơi, ta không nên tin Tấn Vương Phi. Lão gia, Diệp Thần Y, ông mau nghĩ cách đi. Cầu xin ông có thuốc giải không? Ông cứu lão gia nhà ta đi. Cầu xin ông đấy, Diệp Thần Y. Nói ra cũng trùng hợp, đúng lúc ta đang có thuốc giải để giải loại độc này. Đa tạ thần y, đại ân đại đức của ông, ta sẽ đáp trả. Phu nhân không cần khách sáo đâu. Người đâu? Lấy bách thảo đan trong hòm thuốc ở đầu giường của ta ra đây. Vâng. Diệp Thần Y, ông chắc chắn không chẩn đoán kỹ cho thái phó đại nhân nữa. Có gì mà phải chẩn đoán? Ta hành y 4 đến 50 năm nay rồi, ta còn không nhìn ra dấu hiệu trúng độc sao? Tấn Vương Phi, việc cô hạ độc ngài ấy bày ra trước mắt, cô đừng vùng vẫy vô ích nữa. Tỷ tỷ, ta biết tỷ nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, tỷ mau nhận sai rồi xin lỗi phu nhân thái phó. Và Ngụy tiểu thư đi. Tại sao ta phải xin lỗi chứ? Việc thái phó trúng độc vì uống ma phi tán chỉ là lời từ một phía Diệp Thần Y thôi. Sự thật bày ra trước mắt, cô còn cãi được à? Ta nhận lỗi, xin lỗi phu nhân thái phó và Ngụy tiểu thư. Hay tỷ tỷ ta, tuy tỷ tỷ ta làm sai, nhưng ta nghĩ tỷ ấy biết sai rồi. Phu nhân thái phó với Ngụy tiểu thư, đừng trách tội tỷ tỷ ta. Ta thấy hình như Tấn Vương Phi không hề có thái độ nhận lỗi. Tỷ tỷ, tỷ mau thừa nhận tỷ sai đi. Ta nghĩ chỉ cần tỷ thừa nhận, xin lỗi bọn họ sẽ không trách tỷ đâu. Tấn Vương Phi, cô hạ độc thái phó đương triều, ta nhất định sẽ bẩm báo lên thái hậu. Ta tin thái hậu nhất định sẽ giải quyết công bằng. Tỷ tỷ, Tô Vân Hòa, có thể y thuật của cô cao siêu, nhưng ta muốn cô có tội thì chắc chắn cô phải gánh tội hạ độc thái phó. Tấn Vương Phi, ta thấy không có bản lĩnh mà còn ba hoa trích chè thì phải trả giá đấy. Diệp Thần Y nói đúng, không có bản lĩnh còn dám ba hoa trích chè làm màu làm mè, đúng là nên phải trả giá. Thái phó, xem ra tìm được người hạ độc rồi. Ngài dạy được rồi.
Thái phó, xem ra đã tìm ra người hạ độc rồi. Ngài dậy được rồi đấy. Diệp thần y, vừa nãy ông bảo lão phu trúng độc. Phải không? Lão gia, ngài không sao chứ? Thái phó không hề trúng độc. Ngài ấy giả vờ thành trúng độc, chỉ là để phối hợp với ta, để tìm ra kẻ bỏ độc vào ma phí tán thôi. Chuyện này là sao? Ý của cô là, vốn dĩ ma phí tán không có vấn đề gì, là có người hạ độc, muốn nó có vấn đề. Phải không? Đúng thế. Diệp thần y, ông chữa bệnh cho lão phu 2 năm. Không ngờ, ông lại hạ độc ta. Ông còn gì để nói không? Không, không, thái phó, không phải như thế. Là Tấn Vương Phi làm ta hiểu nhầm, ta mới tưởng ngài trúng độc. Ta tưởng ma phí tán kia có vấn đề. Ta không hạ độc. Diệp thần y, vừa nãy ta tốt bụng nhắc ông trước, chẩn đoán thật kỹ cho thái phó. Nhưng từ đầu tới cuối, hình như ông rất chắc chắn rằng thái phó đang trúng độc. Đấy là do ta không chẩn đoán kỹ thôi. Ta chẩn đoán nhầm thôi. Thái phó, ta không hề hạ độc. Ta không hạ độc. Giờ ông không thừa nhận cũng không sao. Ta tự có cách để ông phải tâm phục khẩu phục. Cách gì? Tấn Vương Phi, Lương Thái Y. Sao Lương Thái Y lại tới đây? Tấn Vương Điện Hạ, là thái phó bảo hạ quan tới. Sau khi Tấn Vương Phi phát hiện ma phí tán không đúng, nói muốn tìm một thái y y thuật cao siêu, có thể khiến người khác tin tưởng, nên hạ quan liền mời Lương Thái Y tới. Đúng. Lương Thái Y là người đứng đầu Thái Y Viện, được phụ hoàng tín nhiệm, đã từng chữa được nhiều căn bệnh lạ. Lời của ông đúng là có thể khiến người khác tin tưởng, có thể giúp đỡ vương gia và thái phó. Đó là vinh hạnh của hạ quan. Diệp thần y, thuốc tới rồi. Diệp thần y, lúc nãy ông nói, thái phó trúng độc Mạn Đà La trong ma phì tán. Mà thuốc giải của ông, vừa hay có thể giải được độc Mạn Đà La. Đúng không? Lương Thái Y, phiền ông xem giúp ta. Loại độc trong bát này, rốt cuộc là độc gì? Mà thuốc giải của Diệp Thần Y, có thể giải được độc Mạn Đà La hay không? Bẩm báo vương gia, thái phó, hạ quan đã kiểm tra rồi. Độc trong bát này không phải là độc Mạn Đà La. Xin hỏi Lương Thái Y, độc trong bát này là độc gì? Độc trong bát này là một loại độc tên là lạc hồi. Nó sẽ không giết người trong chớp mắt, nhưng có thể khiến người ta lập tức hôn mê. Mà thuốc này chính là thuốc giải của lạc hồi. Diệp thần y, Lương Thái Y đã nói rõ rồi. Ma phí tán vốn không có vấn đề gì, mà thuốc giải trong tay ông vừa hay lại có thể giải được độc lạc hồi. Ông có dám nói không phải ông hạ độc không? Thái phó đại nhân tha mạng. Thảo dân không có ý muốn hại ngài đâu. Là vì có người bảo ta làm như vậy. Diệp thần y, thế mà lại là ông. Kẻ nào bảo ông hạ độc, ta không biết. Sáng hôm đó tỉnh lại, ta phát hiện trước cửa đặt một bát thuốc độc. Trên đó còn có một tờ giấy. Tờ giấy đâu? Đưa cho bổn vương xem. Ngươi to gan thật. Vì muốn đuổi Tấn Vương Phi đi mà dám hại thái phó. Đại nhân, là tiểu nhân nhất thời bị mê hoặc. Tiểu nhân đã chữa bệnh cho thái phó 2 năm. Ta không cam tâm công lao chữa khỏi bệnh cho thái phó lại rơi vào tay người khác. Diệp thần y, ông thật sự muốn chữa khỏi cho thái phó sao? Lần trước ta nói rồi, bệnh tình của thái phó vốn không hề nghiêm trọng, là ông kéo dài tới 2 năm nên mới nghiêm trọng như vậy. Người gây ra kết quả này chính là ông. Tấn Vương Phi, đừng có nói bệnh tình của thái phó nặng thêm. Liên quan gì tới ta chứ? 3 năm qua có bao nhiêu đại phu đã chữa thử cho thái phó, nhưng chỉ ta mới chữa được. Cô có biết không, nhiều người như vậy mà không chữa được. Diệp thần y, ông có dám nói không phải do ông giở trò không? Cô nói ta giở trò là đang vu oan cho ta. Cô có chứng cứ gì không? Năm đó thái phó bị bệnh,
bệ hạ từng phái hạ quân tới xem thử. Hạ quan nhớ, bệnh tình của thái phó không hề nghiêm trọng như vậy. Theo lý mà nói, chỉ cần dùng thuốc là sẽ khỏi. Nhưng không biết vì sao mãi không có chuyển biến tốt. Ngược lại còn nặng thêm. Hạ quan vẫn luôn thấy rất kỳ lạ. Nên mới nghĩ bệnh của thái phó là bệnh lạ. Lão gia từ khi bị bệnh tới nay, vẫn luôn đau bụng. Cho dù đã uống thuốc của Lương Thái Y, vẫn không có chuyển biến tốt. Ngược lại, đan dược giảm đau của Diệp Thần Y lại có hiệu quả. Xin hỏi thái phó phu nhân, trong thời gian thái phó dùng thuốc của ta, cũng dùng loại đan dược giảm đau đó sao? Ngài ấy vẫn luôn dùng, chưa từng dừng lại. Đan dược giảm đau đó có còn không? Cho ta xem thử. Không có, uống hết rồi. Chỗ ta vẫn còn thuốc. Đan giảm đau đúng là có hiệu quả giảm đau. Nhưng nó giảm đau được là vì nó làm tê liệt kinh mạch, khiến người ta không cảm nhận được đau đớn, đồng thời cũng không cảm nhận được tác dụng của các loại thuốc khác. Vậy nên thái phó dùng thuốc của ta mới không có chút hiệu quả nào. Không, không phải vậy. Năm đó nếu không phải ông giở trò, thái phó dùng thuốc của lão phu đã khỏe từ lâu rồi. Diệp Thần Y, chuyện Lương Thái Y nói có phải là thật không? Đại nhân tha mạng. Đại nhân, tuy đan dược giảm đau của Thảo Dân có thiếu sót, nhưng Thảo Dân muốn giúp ngài giảm đau thật mà. Tuyệt đối không có ý muốn hại ngài đâu. Im mồm. Hai năm nay, bệnh tình thái phó ngày càng nặng. Tới giờ ngay cả lão phu cũng không cứu nổi nữa. Chẳng lẽ đây không phải hại thái phó sao? Ta nào biết căn bệnh này lại nghiêm trọng như vậy. Được lắm, đồ lang băm này, bọn ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, còn cho ngươi bạc. Vậy mà ngươi lại muốn hại cha ta. Ngươi muốn cha ta chết sao? Đại nhân tha mạng. Đại nhân, ngài rộng lượng tha cho ta. Dù gì ta cũng chưa từng muốn hại ngài, ta không muốn hại chết ngài. Lão gia chưa chết, chẳng lẽ là công lao của ngươi sao? Loại người này còn muốn lão gia tha thứ sao? Bây giờ dù có giết ngươi, cũng không khiến ta nguôi giận. Giết hắn, chỉ làm bẩn đất của phủ thái phó mà thôi. Hắn dám lừa gạt trong phủ thái phó. Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Người đâu? Lôi tên lang băm này xuống. Đưa tới kinh triệu doãn. Đừng, thái phó. Đưa tới kinh triệu doãn sẽ mất mạng đó. Đừng, thái phó, thái phó, thái phó. Lừa gạt ở phủ thái phó suốt 2 năm, còn dám hãm hại thái phó đương triều. Tội chết thì hời cho hắn quá rồi. Đưa tới kinh triệu doãn mới có thể khiến hắn sống không bằng chết. Tấn Vương Phi. Tấn Vương Phi, phu nhân, bà làm gì vậy? Tấn Vương Phi, cô chính là ân nhân cứu mạng của phủ thái phó ta. Cô đã cứu mạng lão gia ta, vậy mà ta còn nghi ngờ cô hết lần này tới. Còn nói những lời không hay với cô. Tấn Vương Phi, dù cô làm gì ta cũng chấp nhận. Chỉ cầu xin cô hãy tiếp tục cứu lão gia nhà ta. Tấn Vương Phi, có trách thì hãy trách ta, là ta bất kính với cô, nghi ngờ y thuật của cô. Mẹ ta cũng chỉ lo cho cha. Hai người làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Thái phó là trọng thần trong triều. Ta không tới mức vì một vài câu nói mà để mặc cho thái phó bị bệnh tật hành hạ đâu. Tấn Vương Phi, ta thật sự không biết nên báo đáp cô như thế nào. Được rồi, có chuyện gì chờ ta làm phẫu thuật cho thái phó xong rồi nói. Bây giờ vẫn còn thời gian. Vẫn kịp. Được, được, ta sẽ đi chuẩn bị ma phỉ tán. Lần này ta sẽ đích thân sắc thuốc. Loại ma phỉ tán này đúng là thần kỳ. Vừa không làm hại tới sức khỏe, mà lại có tác dụng gây mê hoàn toàn. Tấn Vương Phi, ta có thể xem phương thuốc cụ thể và cách sắc thuốc như thế nào được không? Tất nhiên là được. Hôm nay đa tạ Tấn Vương Phi. Lúc nãy phu nhân nói rất đúng. Tấn Vương Phi là ân nhân cứu mạng của phủ thái phó ta. Ta nợ cô một ân tình. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không khước từ. Được, ta xin nhận lời hứa này của thái phó. Tỷ tỷ, tỷ giỏi thật. Không ngốc nghếch như ta. Hôm nay lại hiểu lầm tỷ tỷ rồi. Cô vẫn biết mình ngu ngốc. Không phải cũng khá thông minh đó sao? Tỷ tỷ, có phải vì lúc nãy ta không tin tưởng tỷ nên tỷ vẫn giận ta không? Cô đáng để ta phải giận sao? Lát nữa ta còn phải làm phẫu thuật cho thái phó. Cô và vương gia ra ngoài đi. Kỳ lạ. Lần này, sao hắn lại không nói giúp Tô Vân Cẩm? Vương gia, có phải hôm nay tỷ tỷ hiểu lầm rồi không? Tờ giấy này, có phải nàng viết không? Vương gia ngài nói gì vậy? Sao tờ giấy này lại là thiếp thân viết được?
sao chàng lại nghi ngờ thiếp thân? Giấy ngọc bản tuyên thành. Vì rất khó để làm ra, nên muốn mua được nhưng chỉ có nàng là thích nó. Vậy nên mỗi khi trong kinh thành có hàng, bổn vương đều mua về tặng cho nàng. Vân Cẩm, nàng nói cho bổn vương biết. Tờ giấy này, có phải giấy tuyên thành bổn vương tặng cho nàng không? Trong xe ngựa chỉ có loại giấy tuyên thành này, vậy mà mình lại quên mất. Tuy giấy ngọc bản tuyên thành khó mua, nhưng trong kinh thành cũng không phải chỉ một mình thiếp thân có. Nghe nói thái phó cũng thích giấy ngọc bản tuyên thành. Có lẽ tờ giấy này là của phủ thái phó thì sao? Vì chút chuyện này mà vương gia nghi ngờ thiếp thân, khiến thiếp thân rất đau lòng. Bổn vương. Vân Cẩm. Bổn vương hy vọng chuyện này không phải nàng làm hơn cả nàng. Vương gia, chàng quen ta lâu như vậy, chàng còn không tin ta sao? Từ nhỏ ta đã thích tỷ tỷ, chỉ muốn thân thiết với tỷ ấy, sao có thể hãm hại tỷ ấy được? Huống hồ, thần thiếp còn không dám làm hại một con chim, sao dám hạ độc thái phó được? Nàng đừng khóc nữa, là bổn vương hiểu lầm nàng. Vương gia tin thần thiếp là tốt rồi. Tất cả đều nhờ vào vương phi. Thái phó yên tâm, chờ ông tỉnh lại, sẽ khỏe hẳn thôi. Được. Đã lâu như vậy rồi, không biết thế nào rồi. Tấn vương phi, kết quả thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công. Ta đã cắt bỏ túi mật. Thái phó không cần phải bị dày vò vì viêm túi mật nữa. Ông ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục ý thức, phải chờ thêm một tiếng nữa. Tạ ơn Tấn vương phi. Tốt quá rồi. Thái phó phu nhân và Ngụy tiểu thư mắng chửi sỉ nhục mà cô ấy cũng không so đo, bây giờ còn quan tâm tới thái phó phu nhân như vậy, cô ấy hình như đã khác trước đây rất nhiều. Mệt cả ngày trời, cuối cùng cũng về phủ rồi. Tô Vân Hòa. Hôm nay gặp nhau ở phủ thái phó cả ngày rồi. Tô Vân Cẩm, ngươi không thấy phiền à, còn đuổi theo ta làm gì? Không ngờ tỷ lại có thể chữa khỏi bệnh cho thái phó đại nhân. Ngay cả chuyện trong thuốc có bị hạ độc không, tỷ cũng phân biệt được. Tỷ giỏi như vậy, sao không thấy thể hiện bao giờ? Giấu sâu thật đó. Ngươi kéo ta là để nói mấy cái này à? Nói xong chưa? Ta có thể đi được chưa? Tô Vân Hòa. Đừng tưởng tỷ chữa khỏi bệnh cho thái phó đại nhân thì có thể cướp vương gia. Người trong lòng vương gia là ta. Cho dù tỷ làm nhiều tới đâu, ngài ấy cũng không thèm nhìn tỷ. Ngươi tưởng ta chữa bệnh cho thái phó là vì lập công tranh sủng à? Vậy nên ngươi mới tìm cách ngăn cản ta, thậm chí không tiếc hạ độc thái phó, đúng không? Người hạ độc thái phó là Diệt Thần Y, không phải hung thủ do đích thân tỷ bắt sao? Sao giờ lại đổ tội cho ta rồi? Ngươi viết giấy cho Diệt Thần Y. Tô Vân Cẩm, ngươi tưởng ta không nói tới thì ta không biết người đó là ngươi à? Không có chứng cứ, ai mà tin chứ? Tóm lại vương gia cũng tin tưởng ta. Tô Vân Hòa, ta tốt bụng khuyên tỷ một câu. Cho dù y thuật của tỷ có cao siêu tới đâu, trên thế gian này không thiếu thần y. Người vương gia yêu là ta. Dù tỷ có làm nhiều việc cũng vô ích thôi. Vị trí Tấn vương phi sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Vương phi, trong cung ban thưởng. Thưởng cái gì? Ma trưởng sự trong cung thái hậu nói người đã cứu Ngụy thái phó, lập công lớn, thưởng cho người không ít đồ. À đúng rồi, nô tỳ còn nhìn thấy một xếp lụa Vân Cẩm, người tới truyền lời đang ở tiền viện. Vương gia gọi người mau tới đó. Cái gì? Lụa Vân Cẩm? Ngươi nói thái hậu thưởng lụa Vân Cẩm cho Tô vương phi sao? Lụa Vân Cẩm là đồ tiên cống của Trảo Oa quốc. Cả triều ta chỉ có 2 xếp, nô tỳ không dám nói dối, đúng là như vậy ạ. Đi thôi. Bây giờ đi tạ ơn, đừng để ma trưởng sự chờ lâu. Chắc phi, ngươi cũng phải đi. Tô Vân Hòa được thưởng, còn bảo ta đi tạ ơn, trong cung ban thưởng, người trong phủ đều phải đi tạ ơn, đây là quy tắc. Bái kiến Tấn vương phi. Mama, không cần đa lễ. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Tô Vân Hòa được ban thưởng nhiều như vậy? Cô ta mà xứng được nhận lụa Vân Cẩm sao? Hôm nay Lương Thái Y vừa về cung, đã nhắc tới chuyện người chữa khỏi bệnh cho Ngụy thái phó. Hoàng thượng và thái hậu đều rất vui. Vốn dĩ hoàng thượng định chờ 7 ngày sau ban thưởng cho vương phi trong tiệc trung thu,
Nhưng Thái hậu không chờ được, nên là đã lập tức bảo nô tỳ đem phần thưởng tới. Vân Hòa đa tạ hoàng tổ mẫu. Tấn Vương Phi, mời nhận thưởng. Vân Cẩm, xin lỗi vương gia, thiếp thân thấy lụa Vân Cẩm đẹp qua, nhất thời chìm đắm. Truyền lời hoàng thái hậu, Tấn Vương Phi có công cứu thái phó, hiền huệ thục đức, ai ra vô cùng yêu thích, đặc biệt ban thưởng 1000 vạn lượng vàng, vô số xếp vải, trang sức bằng ngọc, để ngợi khen Vương Phi. Tạ ơn thái hậu. Mau đứng dậy đi. Tấn Vương Phi, còn về tiệc trung thu. Thái hậu bảo nô tỳ nói với người, hôm đó vào cung sớm, tới điện của thái hậu trước. Trước đây thái hậu hứa sẽ đồng ý một điều kiện của người. Bây giờ có thể thực hiện rồi. Ta biết rồi. Còn một chuyện nữa. Vào ngày cung yến, Tấn Vương Phi phải trang điểm lộng lẫy vào. Lụa Vân Cẩm này dùng may y phục, vô cùng thích hợp. Hoàng thượng muốn ban thưởng vì người đã cứu thái phó. Hôm đó, người phải khiến hoàng gia nở mày nở mặt. Tất nhiên là phải ăn mặc thật lộng lẫy rồi. Được, ta biết rồi. Đa tạ mama nhắc nhở, chuyện nô tỳ nên làm đã làm xong rồi. Cũng nên về cung hầu hạ thái hậu rồi. Mama đi thong thả. Người đâu, tiễn mama về. Tỷ tỷ, chúc mừng nhé. Ngày cung yến, có thể ăn mặc lộng lẫy đi nhận thưởng. Nở mày nở mặt thật. Tỷ tỷ, muội muội thật lòng chúc mừng tỷ. Tại sao tỷ không để ý tới muội? Ngươi có ý chúc mừng hay không? Ngươi còn không rõ sao? Tất nhiên là ta thật lòng muốn chúc mừng tỷ tỷ rồi, nếu không thì sao chứ? Vương gia, ngài xem tỷ tỷ kìa. Lại hiểu lầm ta rồi. Tô Vân Hòa, được rồi, được rồi. Ta không vạch trần bộ mặt thật của tình nhân của ngài nữa. Tô Vân Hòa, ngụy phu nhân, ngụy tiểu thư sỉ nhục cô đều có thể hiểu được. Bổn vương tin cô là một người hiểu lý lẽ, nhưng vì sao cô lại đối xử hà khắc với Vân Cẩm vậy? Ta là người hiểu lý lẽ, nhưng lại không nói lý lẽ với Tô Vân Cẩm. Vương gia chưa từng nghĩ đây là vấn đề của Tô Vân Cẩm sao? Tỷ tỷ, người đâu, đem những thứ thái hậu thưởng cho ta tới viện của ta, tránh cho chắc phi nhìn thấy lại ghen tị. Rõ. Vương gia, chàng biết thiếp thân chỉ muốn đối tốt với tỷ tỷ, tỷ tỷ lại nói ta như vậy. Vân Cẩm, sau này nàng tránh xa Vương Phi ra. Vương gia, chàng bảo ta né tránh tỷ tỷ ư? Thiếp thân biết rồi. Trắc Phi, ta đã nghe ngóng rõ ràng. Vương Phi để phần thưởng của Thái Hậu trong nhĩ phòng ở viện của cô ta. Cách phòng ngủ của cô ta chỉ một bức tường. Chỉ sợ không tiện ra tay, không có gì phải sợ cả. Ta bảo như nào ngươi cứ làm như thế đi. Vâng. Lụa Vân Cẩm, ta không có được. Dựa vào đâu mà ngươi lại có? Lụa Vân Cẩm hôm nay Thái Hậu nương nương thưởng, đã đem đi may rồi. Nô tỳ bảo đảm, người sẽ được mặc nó trong ngày cung yến. Thật ra ta cũng không vội mặc nó tới vậy đâu. Sao bên ngoài phòng lại có màu đỏ thế? Hình như ta ngửi thấy mùi khói, để nô tỳ đi xem. Vương Phi không ổn rồi, nhĩ phòng bị cháy rồi. Phần thưởng Thái Hậu nương nương tặng đều ở trong đó. Cái gì? Cô tới rồi à? Có chuyện gì vậy? Vải Thái Hậu nương nương tặng gần lửa nhất, gần như bị cháy hết rồi. Trang sức cũng bị thiêu hủy một ít. Những thứ không sợ lửa thì không sao, vàng vẫn còn nguyên. Cụ thể tổn thất như nào thì phải tính toán lại. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại cháy? Đừng vào. Vừa dập lửa bên trong vẫn còn rất nóng. Ngài bị thương rồi. Vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ cũng phải xử lý, đi. Thực ra bổn vương có thể tự xử lý được. Lần trước vương gia xử lý vết thương cho ta cũng không từ chối. Bây giờ vương gia đừng ra vẻ nữa.
Nhưng sao cô lại bất cẩn vậy? Để viện bị cháy. Cô phải biết, đồ trong phòng toàn là phần thưởng của hoàng tổ mẫu ban tặng, làm hỏng là tội bất kính đó. Có khi còn bị trừng phạt. Đúng. Hủy hoại phần thưởng của hoàng tổ mẫu ban tặng, đúng là sẽ bị phạt. Nhưng là ai không muốn ta được sống tốt? Muốn ta phải chịu phạt đây? Trong phủ Tấn Vương, ai dám to gan phóng hung? Còn ai được nữa? Ý cô là Vân Cẩm Hà? Không thể nào. Vân Cẩm không thể làm chuyện như vậy được. Hôm nay, ánh mắt cô ta nhìn vật Thái Hậu ban thưởng, ngài cũng thấy rồi nhỉ? Vương phủ có nhiều phòng như vậy, thế là chỉ có mỗi phòng ta đặt đồ ban thưởng bị cháy. Vương gia, ngài cảm thấy đây là sự cố hả? Vân Cẩm, xin lỗi Vương gia, thiếp thân thấy tơ lụa Vân Cẩm đó rực rỡ quá, nên nhất thời thất thần. Vốn dĩ ta không muốn nói những chuyện này với Vương gia, nhưng nếu đã nhắc đến, thì ta nói luôn. Ta nghi ngờ, ở phủ Thái úy, người viết giấy cho Diệp Thần Y cũng là Tô Vân Cẩm. Mảnh giấy của Diệp Thần Y không thể nào là Vân Cẩm viết, nàng ấy đã giải thích chuyện này rồi. Còn nữa, chuyện phóng hỏa không có chứng cứ, ta không muốn nghe bất kỳ lời vu khống nào. Đối xử với nguyên chủ tệ thế này, mà lại si tình với Tô Vân Cẩm. Cô nói gì? Không có gì. Được. Nếu Vương gia đã chắc chắn hai chuyện này không phải do Tô Vân Cẩm làm, thì Vương gia phải điều tra cho kỹ. Nếu tra ra hung thủ khác, ta sẽ tin Tô Vân Cẩm. Chắc chắn bổn vương sẽ tra rõ, để rửa sạch hiềm nghi cho Vân Cẩm, cũng là để trả công bằng cho cô. Được. Nếu đã nói rõ rồi, Vương gia cũng không còn chuyện gì, mời về sớm nghỉ ngơi. Tô Vân Hòa, cô đang đuổi bổn vương à? Không thì sao? Ta phải đi ngủ rồi, Vương gia, muốn ngủ cùng không? Trước đây cô muốn giữ chân bổn vương, không tiếc bỏ thuốc bổn vương. Mà nay... Cô... Thật sự là Tô Vân Hòa à? Ta không phải Tô Vân Hòa, thì ta là ai? Vương gia, đêm hôm rồi, ngài nói linh tinh gì thế? Trước đây cô vừa kiêu căng vừa ngu xuẩn, cứ bám giết lấy bổn vương. Mà nay, cô lại bỗng dưng biết y thuật, lại còn gan dạ, có mưu lược, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh trầm ổn. Đối với bổn vương thì cô lại ngó lơ. Cô, trước nay ta vẫn luôn gan dạ, gặp chuyện bình tĩnh trầm ổn mà, trước đây là vương gia mù mắt, không nhìn thấy điểm tốt của ta thôi. Còn về việc làm ngơ ngài, vương gia, ngài đã tỏ rõ là không thích ta rồi. Vì sao ta phải bám lấy ngài mãi? Vương gia, bây giờ ngài bỗng dưng nói mấy chuyện này với ta, có phải thích ta rồi không? Ngài muốn ở lại cũng không phải không được. Sao bổn vương có thể thích cô được? Nhưng Tô Vân Hòa, nếu cô an phận, thì vị trí Tấn Vương Phi này giữ cho cô cũng được. Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, bổn vương đi đây. Vị trí Tấn Vương Phi này, vô dĩ là ta đang ngồi mà, cần ngài nhường à? Vương gia, nguyên nhân viện của Vương Phi bị cháy, nhất định phải tra rõ, dạ. Còn nữa, ở phủ của Ngụy Thái Phó, có người mưu đồ hãm hại Vương Phi, ngươi cũng tra xem. Thuộc hạ nhận lệnh. Vân Cẩm, mong là hai chuyện này không liên quan tới nàng. Trắc Phi, xong rồi hả? Y phục này của ta được làm từ gấm hoán hoa, chỉ thua mỗi tờ lụa Vân Cẩm thôi. Hôm nay không còn lụa Vân Cẩm, ta xem thử Tô Vân Hòa vượt mặt ta kiểu gì. Không còn sớm nữa, còn không tới cung yến là sẽ muộn mất. Đi dục Chính Phi và Trắc Phi đi, dạ. Vương gia, y phục hôm nay của thiếp thân có đẹp không ạ? Đẹp.
Đa tạ vương gia. Đồ này đẹp thì đẹp thật, nhưng nặng quá. Chuyện gì vậy? Không phải tơ lụa Vân Cẩm này đã bị đốt rồi à? Sao lại? Sao thế? Hai người, nhìn ta mặc bộ y phục này ngơ ra như đồ ngốc ấy. Lụa Vân Cẩm này không hổ danh là vua của các loại tơ lụa. Cô mặc vào mà cũng đẹp ghê. Muội muội, muội thấy ta mặc bộ y phục này, sao hả? Bất ngờ làm sao? Đúng là bất ngờ. Mấy hôm trước nghe nói viện của tỷ tỷ bị cháy, tơ lụa mà thái hậu thưởng đều bị thiêu hết rồi. Không ngờ lụa Vân Cẩm này vẫn còn. Trận hỏa hoạn này đúng là đã đốt rất nhiều đồ của ta. Muội nói xem, khéo ghê chưa? Lụa Vân Cẩm này vừa hay được nha hoàn trong viện ta đem đi may y phục rồi, nên mới may mắn thoát được nạn đó. Thì ra là vậy. Vậy thì may mắn quá rồi. Được rồi, nên vào cung rồi, còn phải đi gặp hoàng tổ mẫu trước nữa. Mama, Tấn Vương gia, Tấn Vương phi, thái hậu đã đợi các vị lâu lắm rồi. Làm phiền mama dẫn bổn vương và chính phi, chắc phi đi gặp hoàng tổ mẫu. Tấn Vương gia, thái hậu chỉ muốn gặp ngài và Tấn Vương phi. Còn về chắc phi, không được thái hậu cho phép. Nô tỳ cũng không dám dẫn vào. Không sao ạ, nếu thái hậu không muốn gặp Vân Cẩm thì chàng và tỷ tỷ cứ vào trong là được, cũng tốt. Cung yến của hầu phủ hôm nay mẹ của nàng cũng sẽ tham gia, không phải nàng nói đợi mẹ tới sẽ tâm sự thật nhiều với bà ấy hả? Vừa hay nàng đi gặp mẹ trước đi. Đa tạ vương gia đã chu đáo với thần thiếp. Chào phu nhân. Phu nhân của Tô Hầu đúng là có phúc, hai cô con gái lớn là Tấn Vương phi, con gái thứ hai là Trắc phi. Một người chưa khỏi bệnh của Ngụy Thái phó, lực công lớn, một người tài mạo song toàn, tiếng thơm truyền khắp kinh thành. Đúng là ngưỡng mộ quá đi mất. Đúng vậy, hôm nay nghe nói bệ hạ thiết yến, chính là để thưởng cho Tấn Vương phi. Tô Hầu phu nhân, đúng là lương thiện, nói ra thì bà ấy là kế thất của Tô Hầu gia. Bà ấy đối xử với kế nữ còn tốt hơn đối với con gái ruột, để kế nữ gả cho Tấn Vương làm chính phi, con gái mình là Trắc phi. Tô Hầu phu nhân quá rộng lượng. Đúng vậy, đúng quá đi ấy chứ. Người trong kinh có ai không biết Tấn Vương phi chưa xuất giá, tính tình không tốt, cực kỳ không tôn trọng Tô Hầu phu nhân và muội muội. Tô Hầu phu nhân vẫn có thể chân thành đối xử với Tấn Vương phi thế này, đúng là hiếm thấy. Chân thành với Tô Vân Hòa à? Con ngu đó, cái gì cũng thua con gái ta, còn giành mất vị trí chính phi của con gái ta. Ta chỉ muốn bóp chết cô ta thôi. May là trong lòng vương gia có Vân Cẩm. Vân Cẩm, sao con tới đây một mình? Vương gia với tỷ tỷ con đâu? Vương gia với tỷ tỷ đi gặp thái hậu rồi. Con muốn nói chuyện với mẹ, nên qua đây trước. Con vừa nói vương gia với Tô Vân Hòa đi gặp thái hậu, con muốn nói chuyện với mẹ, nên mới một mình tới gặp mẹ trước. Có thật không? Tất nhiên là không. Tô Vân Hòa cứu được thái phó, lập công lớn, lấy lòng thái hậu, nay còn cướp mất cả trái tim của vương gia. Con bây giờ phải nhường cô ta vài phần, sao cơ? Con phải nhường Tô Vân Hòa hả? Dựa vào đâu? Mẹ tưởng con muốn nhường cô ta à? Câu này là chính miệng vương gia nói đó. Tiểu tiện nhân Tô Vân Hòa này, sao trước đây mẹ không nhận ra? Cô ta biết y thuật gì chứ? Bây giờ Tô Vân Hòa chèn ép con đủ điều, hôm nay trên cung điện hoàng thượng còn ban thưởng cho cô ta, con chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta tỏa sáng, sao con cam tâm được? Con gái yên tâm, Tô Vân Hòa không đắc ý được đâu. Mẹ nói vậy là có ý gì? Biết y thuật thì đã sao, cầm ký thư họa thì sao? Con phải biết cô ta chỉ là một con bù nhìn rơm cực kỳ ngu xuẩn thôi. Mẹ nói đúng ạ. Con khấu kiến hoàng tổ mẫu. Hai con đứng lên đi. Tạ hoàng tổ mẫu. Vân Hòa hà, tới bên hoàng tổ mẫu. Con nhìn xem, nhìn xem. Ai ra đã bảo con mặc lụa Vân Cẩm này đẹp mà. Thái hậu nương nương, mắt nhìn của người tốt. Hoàng tổ mẫu, vương gia nói rồi, là lụa Vân Cẩm đẹp. Ai mặc cũng đẹp hết. Cái miệng chó của nó không mọc được ngà voi. Con đưa y phục này cho nó mặc, coi nó mặc vào có đẹp không. Con là đàn ông, đương nhiên là mặc không đẹp rồi. Vân Hòa à, trước đây Ai Gia đã hứa với con, đợi chữa xong bệnh cho thái phó sẽ cho con một điều ước. Hôm nay con nói với Ai Gia, con muốn gì? Nhìn bổn vương làm gì? Không phải là muốn mượn tay hoàng tổ mẫu để có được bổn vương đấy chứ? Hoàng tổ mẫu, Vân Hòa muốn hòa ly với vương gia, mong người đồng ý. Con, sao bỗng dưng con lại đòi hòa ly vậy? Vân Hòa, không phải bỗng dưng muốn hòa ly,
Từ lúc muội muội vào phủ, con đã nghĩ kỹ rồi. Trong lòng vương gia không có Vân Hòa, Vân Hòa ở mãi trong phủ Tấn Vương cũng chỉ khiến vương gia chán ghét. So với việc giày vò lẫn nhau, chi bằng cho nhau tự do. Hoàng tổ mẫu, mong người cho Vân Hòa được như ý nguyện. Vân Hòa hà, trước đây ai ra hứa với con? Theo lý mà nói thì nên đồng ý với yêu cầu của con, nhưng hôn ước giữa con với Hoài Chi là do hoàng thượng ban, hòa ly là không ổn. Hoàng tổ mẫu, chuyện này con nghĩ kỹ lại rồi nói, nếu con có yêu cầu gì khác, ai ra đều sẽ đồng ý. Vân Hòa đã hiểu rồi hả? Con đó, ta không biết phải nói gì con luôn. Hoàng tổ mẫu, người sao vậy? Gần đây, eo của ai ra cứ đau mãi. Hoàng tổ mẫu. Nương nương, eo của người lại bắt đầu đau rồi. Nô tỳ đi gọi thái y cho người, không cần đâu, ai ra nghỉ chút là khỏe thôi. Vậy nô tỳ lấy điện tới cho người tượng. Hoàng tổ mẫu, eo của người đau thế này, chi bằng để thái y xem cho người đi. Không phải thái y chưa tới, lần nào tới cũng châm cứu cho ai ra, không có hiệu quả gì nhiều. Còn bảo ai ra đánh quyền gì đó, bảo ai ra đánh quyền còn ra thể thống gì, thái y cũng muốn tốt cho người. Lúc nương nương còn trẻ giỏi múa, chưa bao giờ bị đau eo. Chỉ là bây giờ, người không thích vận động nữa, cứ ngồi tựa thế này mãi, nên eo mới bị đau. Trước đây múa là để cho tiên đế ngắm. Bây giờ ai ra đã tuổi này rồi, còn nhảy múa gì nữa. Hoàng tổ mẫu, người múa đâu nhất định phải múa cho ai xem. Người có thể múa cho mình xem, mama nói đúng, người cứ ngồi mãi, không tốt đâu, vận động rất tốt cho sức khỏe, tốt cho eo của người nữa. Còn có thể giảm đau đấy. Trước đây ai ra toàn múa điệu trường tụ, điệu nghe thường vũ y. Nhưng bây giờ, ai ra lớn tuổi rồi, không múa được nữa rồi, người có thể múa điệu đơn giản thôi. Đơn giản thế nào, mình cũng không hiểu vũ đạo, đâu có biết điệu nào đơn giản, điệu nào khó, nhưng cũng có một điệu múa. Mà mình cũng biết, mình mà cũng biết, thì chắc là đối với Hoàng tổ mẫu, sẽ đơn giản lắm. Hoàng tổ mẫu, con biết một vũ đạo. Đơn giản thú vị, lại tốt cho sức khỏe, vậy con nói xem. Vũ đạo này tên là múa quạt. Gì mà múa quạt? Ai ra chưa từng nghe. Con nói nó đơn giản, vậy nhảy thế nào? Hoàng tổ mẫu, Vân Hòa có thể nhảy một lần cho người, biểu diễn một lần, chắc chắn người nhìn là biết ngay, nhưng vẫn phải phiền một người biết đàn. Phối nhạc đơn giản, cái này đơn giản. Bảo Hoài Chi đàn cho. Nó đàn, hay lắm nhé. Hoàng tổ mẫu, đi, lấy cây đàn ta cất giữ ra. Để Tấn Vương đàn. Dạ. Vương gia, ta sẽ nói với ngài, điệu nhạc này có tiết tấu thế nào? Đi. Bài hát này, đại khái là vậy đó. Ta chỉ hát một lần. Vương gia có thể đàn ra được không? Hoàng tổ mẫu, Vân Hòa muốn hòa ly với vương gia. Mong người đồng ý. Vương gia. Sao vậy? Ta hỏi ngài, bài hát ta vừa hát, ngài có đàn được không? Đàn được. Được, vậy thì vào điện đi. Đợi đã. Vừa nãy, trong điện, cô nói chuyện hòa ly với Hoàng tổ mẫu, là nói thật à? Đương nhiên là thật rồi, lúc đầu cô vất nát óc để gả cho bổn vương, nay vì sao cô lại, ta đã nói rồi. Ta không thích vương gia nữa. Ngài quên rồi hả? Với cả, ta hòa ly với vương gia. Chẳng phải là chuyện tốt với vương gia à? Như thế ngài với Tô Vân Cẩm đã có thể tình đồng ý được ở bên nhau rồi. Không cần phải lo, ta bám lấy ngài nữa rồi. Đúng vậy. Đây không phải chuyện tốt à? Nhưng vì sao trái tim của ta lại cảm thấy hụt hẫng? Hoàng tổ mẫu, con bắt đầu nhé. Được. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Đứng lên hết đi, tạ hoàng thượng. Cung yến hôm nay, trẫm với hoàng hậu, tới mời hoàng hậu cùng tới tiệc. Ấy, đây là ai đang tấu nhạc vậy? Trẫm chưa bao giờ nghe điệu nhạc này. Hoàng tổ mẫu thấy sao ạ? Vũ đạo này đơn giản đúng không? Được. Hay. Hay hay. Tấn Vương Phi, vũ đạo con vừa múa. Đúng là thú vị. Tham kiến phụ hoàng. Đứng lên hết đi. Đứng lên hết đi. Hoàng thượng, hoàng hậu tới rồi à?
tham kiến mẫu hậu, miễn lễ Tấn Vương phi, vừa nãy con múa điệu gì vậy? Thú vị quá, chẳng chưa thấy bao giờ. Phụ hoàng chê cười rồi, điệu múa vừa nãy của con tên là múa quạt hả? Múa quạt hả? Cái tên này, nghe đã thấy rất thú vị rồi. Chỉ đáng tiếc, lúc chẳng vào, chỉ thấy khúc cuối cùng. Có thể múa lại cho chẳng xem không? Cho chẳng mở mang tầm mắt. Chuyện này, hoàng thượng, người quên rồi. Chúng ta tới đây là mời mẫu hậu đi cung yến. Nếu còn xem Tấn Vương phi múa thêm lần nữa, thì e là sẽ muộn giờ tới cung yến mất. Chẳng quên mất chuyện này. Vậy lần sau đi. Lần sau, Tấn Vương phi nhất định phải nhảy cho chẳng xem đấy. Dạ, phụ hoàng, mẫu hậu, mời theo nhi thần cùng đi. Ta không đi. Ai ra không khỏe. Cung yến hôm nay, ai ra không tới làm gì. Hoàng tổ mẫu, Vân Hòa ở lại với người nhé. Không cần, ai ra không cần người ở cùng. Con đừng quên, người quan trọng của cung yến hôm nay là con đó. Con phải đi. Mẫu hậu, con dâu bảo thái y tới khám cho người nhé. Không cần đâu, ai ra nghỉ một lát là không sao rồi. Các con, mau đi tham gia cung yến đi. Mama, dẫn họ ra ngoài đi. Hoàng tổ mẫu, vậy Vân Hòa xin phép cáo lui. Đi đi, đúng rồi. Lần sau tới thì dạy ai ra múa quạt nhé. Dạ. Nhi thần cáo lui. Con cáo lui. Đi đi. Ta nói nhé, hôm nay là Vương gia, ta thấy sắc mặt chàng không tốt. Có phải trong cung Thái Hậu đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì. Hoàng thượng giả đáo, hoàng hậu giả đáo. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các vị ái khanh, miễn lễ. Tạ chủ long ân. Cung yến hôm nay là để đón Tết Trung Thu. Các vị ái khanh, không cần câu nệ. Hôm nay, cùng uống thỏa thích với chấm. Không say không về. Đây là điệu múa của nhạc phường trong cung đấy hả? Cũng chỉ vậy mà thôi, còn về Tô Vân Hòa thì càng không bằng ta. Hay. Hay. Bệ hạ, hôm nay Vân Cẩm cũng đã chuẩn bị một điệu múa, nguyện hiến cho bệ hạ, góp vui cho bệ hạ ạ. Từ lâu đã nghe Tấn Vương Trắc Phi giỏi múa. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể chứng kiến rồi. Dạ. Vân Cẩm có tài nhưng xưa nay khiêm tốn. Không phải loại người chủ động thể hiện thế này mới phải. Điệu múa của Tấn Vương Trắc Phi đúng là rất đẹp. Trong kinh thành, chắc là hiếm ai bì được. Tuy là dáng múa cũng đẹp, nhưng vẫn chỉ mấy động tác đơn điệu kia. Thiếu cảm giác mới lạ. Một người thì chỉ một đôi tay, một đôi chân. Dùng hết mọi tư thế, thì cũng sẽ có cực hạn. Bệ hạ không cần phải hà khắc đến vậy đâu. Vừa nãy ở cung Thái Hậu, Tấn Vương Phi múa rất đẹp. Nếu có thể được xem bản hoàn chỉnh thì hay rồi. Sẽ có cơ hội thôi. Dáng múa của Tấn Vương Trắc Phi đúng là đẹp mê người. Đúng vậy, không hổ là tài nữ đệ nhất kinh thành. Được ngắm dáng múa này một lần, đời này của ta xem như đã thỏa mãn rồi. Hay, Tấn Vương Trắc Phi múa rất khá. Thưởng, tạ bệ hạ. Vân Cẩm nghĩ là, trong cung yến hôm nay, các thiên kim thế gia có dáng múa đẹp hơn, tài hoa hơn Vân Cẩm nhiều vô số kể. Chi bằng cho mọi người cùng có cơ hội thể hiện. Ồ, còn ai có thể thể hiện tài hoa? Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ cũng từng học vũ đạo, chi bằng tỷ múa một khúc đi. Đề nghị này hay đó. Tấn Vương Phi, hay là con cũng múa một điệu đi. Thưa phụ hoàng, con dâu không giỏi múa, không thể lên múa được. Vân Hòa, sao con lại được? Lúc trước khi còn ở hầu phủ, thầy dạy múa cho con từng bảo con có năng khiếu múa, nên đương nhiên kỹ năng múa của con không tốt. Tấn Vương Phi, hôm nay là ngày vui, con hãy múa một khúc đi. Bệ hạ mong chờ lắm đấy. Sao bệ hạ lại mong chờ chứ? Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ khả năng múa của Tô Vân Hòa không tồi thật ư? Càng tốt, cứ mong chờ đi.
đợi đến lúc thấy Tô Vân Hòa múa như thiên nga dễ chết thì hoàng thượng sẽ càng thất vọng hơn. Nếu đã như vậy, Vân Hòa cung kính không bằng tuân lệnh. Phiền vương gia, điện nhạc giúp ta. Cô múa khó coi như thế mà cũng đòi múa hả? Giờ lại muốn bổn vương chịu nhục cùng cô. Ta múa khó coi chỗ nào hả? Ngài không thấy phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều rất thích à? Phụ hoàng chỉ là tỉ tỉ múa thôi, mà cũng muốn vương gia điện nhạc, đúng là ấn tượng thật đấy. Không nhạc sĩ nào trong cung biết khúc nhạc này, chỉ bổn vương biết thôi. Thì ra là như vậy. Có điều khúc nhạc đặc biệt như vậy, nên ta sẽ càng mong chờ điệu múa của tỷ tỷ đấy. Khúc nhạc đặc biệt gì mà cô ta bắt cả vương gia điện nhạc? Chẳng qua là thủ đoạn quyến rũ vương gia thôi. Từ nhỏ Tô Vân Hòa đã không có năng khiếu múa, không ai dạy nổi cô ta. Ta sẽ ngồi đây chờ cảnh cô ta nhục nhã trước đám đông. Tấn vương gia đánh đàn đúng là êm tai thật, nhưng Tấn vương phi múa, Tấn vương phi đang múa ư, thật không thể tưởng tượng nổi. So với điệu múa của Tấn vương chắc phi thì điệu múa của Tấn vương phi cũng được đấy chứ, e rằng còn chẳng bằng một góc ấy chứ. Mình biết ngay mà, Tô Vân Hòa múa khó coi quá. Điệu múa này đúng là lố lăng hết chỗ nói. Sao hoàng thượng lại? Tấn vương phi quả nhiên múa không tồi. Công nhận, ta chưa từng thấy mời nhạc nào vui tai như vậy. Không hiểu tại sao, khi thấy vương phi nhảy, ta lại cảm thấy háo hức đến mức muốn bước lên múa cùng vương phi. Điệu múa này cũng ra gì và này nọ phết, mấy người này ngáo rồi à? Con dâu vẫn kém cỏi lắm ạ. Tấn vương phi, điệu múa của con thú vị thật đấy. Ha ha ha. Tấn vương phi, điệu múa của con thú vị thật đấy. Vẫn còn kém cỏi lắm ạ. Công nhận điệu múa này của Tấn vương phi khác hoàn toàn với kiểu múa thường, đúng là mới lạ. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Điệu múa này của Tô Vân Hòa khó coi chết đi được, không bằng một góc của Vân Cẩm. Sao hoàng thượng lại thích cơ chứ? Rõ ràng đang tâng bốc cô ta. Vân Hòa hà, con vẫn giống hệt trước kia. Điệu múa này độc lạ thật đấy. Phải đấy, điệu múa của tỷ tỷ thú vị thật đấy. So với tỷ tỷ thì điệu múa của muội quả thực có hơi nhàm chán. Điệu múa của Tấn vương phi và Tấn vương chắc phi đều ưu điểm riêng, đều rất tốt. Có điều không biết tại sao khi thấy tỷ tỷ múa, muội cảm thấy rất hoảng loạn, như kiểu bị người khác yểm bùa vậy, rất là bất an. Ý muội là gì? Muội không có ý gì đâu, chỉ là tò mò không biết tỷ tỷ học điệu múa này từ chắc đâu. Là không mang đến vận rủi cho mọi người đâu nhỉ? Muội đoán không sai, đây không chỉ đơn giản là một điệu múa, đồng thời còn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, rất tốt cho sức khỏe. Tỷ bảo sao? Một điệu múa thôi mà, sao lại có công dụng thần kỳ như vậy chứ? Tại sao lại không thể? Muội nghi ngờ, xem người khác múa có thể đem đến vận rủi thì múa có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, cũng là trường hợp tình hợp lý mà. Đó chỉ là phỏng đoán thôi, không giấu gì phụ hoàng. Con dâu đã tình cờ học được điệu múa này khi đang đọc sách cổ. Điệu múa này dễ học, ngày nào cũng múa sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh đấy ạ. Con có thể làm giảm căng thẳng. Quả thực điệu múa này rất đơn giản, ta chỉ cần nhìn Tấn vương phi múa một lần là có thể nhớ được đa số động tác. Về nhà ta cũng sẽ xem điệu múa này có thể khiến cơ thể khỏe mạnh thật không. Ta cũng thế. Tấn vương phi, nếu điệu múa này quả thực thần kỳ giống như con nói thì chi bằng dạy chẵn múa đi. Thần thiếp cũng rất hứng thú. Dạ, lần sau khi vào cung Vân Hòa sẽ dạy mẫu hậu và phụ hoàng điệu múa này. Được. Tấn vương, con đệm nhạc hay lắm. Thưởng tạ phụ hoàng. Còn về Tấn vương phi, vài ngày trước cứu ngụy thái phó, hôm nay lại có một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy, trẫm rất thích. Tấn vương phi, trẫm sẽ trọng thưởng cho con. Người đâu, đem phần thưởng trẫm chuẩn bị cho Tấn vương phi. Lên đây mau. Đây là mũ phượng của Cửu Huy Tứ Phượng, chỉ có thái tử phi mới được đội. Mũ phượng của Cửu Huy Tứ Phượng thôi. Hoàng thượng ban thứ này cho Tấn vương phi, chả có nhẽ muốn lập Tấn vương làm thái tử ư? Tấn vương phi, đây là phần thưởng mà ta và hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho con đấy. Con có thích không? Nếu mình nhận, e rằng sẽ càng khó hòa ly với vương gia hơn. Kệ, nhận trước rồi tính sau. Phần thưởng của phụ hoàng và mẫu hậu đương nhiên là Vân Hòa thích rồi. Tạ chủ Long Ân, tạ ơn phần thưởng của hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Nếu vương gia trở thành thái tử thì tương lai chàng ấy sẽ là vua, đến lúc đó thân phận của mình chẳng phải sẽ càng tôn quý hơn sao? Tiếc rằng Tô Vân Hòa vẫn ở đây. Nào về phủ, cô cũng phải dạy bổn vương đấy. Vương gia, chẳng phải ngài chê ta múa khó coi sao? Sao thế, giờ lại thích rồi hả? Bổn vương chỉ muốn rèn luyện sức khỏe thôi. Được rồi,
Vương gia không hề có hứng thú với điệu múa của ta, chẳng qua ngài chỉ muốn rèn luyện sức khỏe thôi. Cô cười cái gì? Không được cười. Ta cứ cười đấy. Tô Vân Hòa vẫn chứng nào tật nấy. Rõ ràng vương gia không hề yêu cô ta, thế mà vẫn dám giở trò quyến rũ chàng, đã thế còn được thưởng nữa chứ. Tiểu cô nương, sao lại đứng một mình ở đây thế? Trông cũng ngọt nước phết nhỉ. To gan, ngươi biết ta là ai không hả? Ngay cả ta cũng dám chọc vẹo, chán sống rồi à? Vậy thì cô nói đi, cô là cô nương nhà nào? Đến lúc đó tiểu gia đến tận nhà hỏi cưới cô. Phủ tiểu gia vừa hay đang thiếu một tiểu thiếp ngọt nước như cô. Đòi cưới ta à? Ngươi không xứng, ta là Tấn Vương Trắc Phi đấy. Ồ, thì ra là Tấn Vương Trắc Phi. Đắc tội rồi. Phải công nhận Tấn Vương có bản lĩnh thật đấy. Lấy được một vương phi, giúp mình đoạt được ngôi vị thái tử. Đã vậy còn lấy được một Tấn Vương Trắc Phi. Ngọt nước như này, tiêu sầu giải muộn. Đúng là số hưởng. Ăn với chả nói. Ngươi chán sống rồi à? Nếu Tấn Vương Trắc Phi không muốn nghe, thì ta không nói nữa. Tô Vân Hòa là vương phi, còn mình là Trắc Phi giải sầu. Nếu vương gia một bước lên ngôi, chẳng lẽ mình vẫn bị Tô Vân Hòa chèn ép ư? Vân Cẩm, sao con lại không ở đây thì ở đâu ạ? Chẳng lẽ cứ ở trong nghe họ tâng bốc Tô Vân Hòa à? Con nói khẽ thôi, nhớ ai nghe thấy thì sao? Mẹ à, con không thể nuốt trôi cục tức này, thế thì đừng cố nuốt nữa. Mẹ có cách gì à? Đến nay bệ hạ có ý phong Tấn Vương làm thái tử, mẹ không muốn thấy cảnh con tiện nhân Tô Vân Hòa trở thành thái tử phi, thậm chí trở thành hoàng hậu tương lai. Nếu nó đã trở thành mối đe dọa với con, thì hãy để mẹ đi thân, hủy hoại sự trong trắng của nó. Như vậy sau này nó không thể trèo đầu cưỡi cổ con nữa. Ngươi qua đây, ngươi giúp ta làm một chuyện. Đi đâu đấy? Trong điện hơi ngột ngạt, thần thiếp ra ngoài hít thở không khí. Dự Trương Vương và Vương Phi đâu rồi? Hoàng huynh và Hoàng tẩu còn có việc về hồi cung trước rồi. Thì ra là vậy. Tấn Vương Phi, Tấn Vương gia, canh đến rồi hả? Xin lỗi Tấn Vương Phi, nô tỳ không cố ý đâu hả? Xin lỗi Tấn Vương Phi, nô tỳ không cố ý đâu hả? Xảy ra chuyện gì thế? Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ bất cẩn làm đầu canh lên người Tấn Vương Phi. Sao hậu đậu thế hả? Cứ hất cái mắt lên. Nô tỳ đáng chết. Y phục của tỷ tỷ ướt rồi, mau đi thay bộ khác đi. Vừa hay trên xe ngựa muội muội có một bộ đấy. Muội muội đi lấy cho tỷ tỷ. Còn không mau đưa Tấn Vương Phi đến thiên điện thay y phục. Dạ dạ. Tấn Vương Phi mời theo nô tỳ ạ. Được. Theo kinh nghiệm đọc truyện và xem phim của mình, trong dịp cung yến như này, nếu y phục bị làm bẩn thì 80% không phải sự cố ngoài ý muốn. Tô Vân Cẩm này lại muốn giở trò gì đây? Tấn Vương Phi, chút nữa Tấn Vương Trắc Phi sẽ đem y phục tới. Người hãy ở trong điện, đợi Tấn Vương Trắc Phi một lát ạ. Ừ, ta biết rồi. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Tấn Vương Phi đừng trách ta. Ôi tiểu mỹ nhân, buông ra, chiều tiểu ra đi. Ta biết nàng cũng muốn mà. Toang rồi, trung kế rồi. Không ngờ Tô Vân Cẩm lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để hủy hoại thanh danh của mình. May mà học được hai chiêu, nếu không, hôm nay đời mình coi như xong. Kỳ lạ thật, trong điện im ắng vậy nhỉ? Chẳng lẽ thị nữ kia chưa đưa Tô Vân Hòa đến đây ư? Sao Tấn Vương Phi đi thay y phục mà mãi chưa thấy về nhỉ? Tấn Vương Trắc Phi sao tự dưng cũng mất tâm thế? Có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, hay là để thần thiếp cử người đi xem. Người đâu? Nương nương, ngươi đi xem. Tấn Vương Phi đến thiên điện thay y phục, sao mãi vẫn chưa về? Dạ.
ta đưa Tấn Vương Phi đến thiên điện. Sau khi bảo người vào trong thay y phục, thì ta rời đi luôn. Sao cửa vẫn đóng thế? Chẳng lẽ Tấn Vương Phi vẫn ở trong thay y phục ư? Nhẹ, nhẹ thôi. Hoàng hậu nương nương, sao cứ sồn sồn lên thế? Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương, trong thiên điện mà Tấn Vương Phi thay y phục, có kẻ đang thông dâm. To gan, là kẻ nào dám làm cái chuyện dơ bẩn như vậy trong cung hà? Bẩm bệ hạ, nô tỳ chỉ biết Tấn Vương Phi đang ở trong điện. Cái gì? Vân Hòa dám thằng tiệu với nam nhân khác sao? Không ngờ Tấn Vương Phi dám thằng tiệu với nam nhân trong cung, cô ta điên rồi à? Dám cắm sừng Tấn Vương ngay trong tiệc trung thu, Tấn Vương Phi đúng là vô liêm sỉ. Đưa bổn vương đến thiên điện ngay. Ngươi điếc à? Mau dẫn đường đi. Hừ, thành công rồi. Gian phu dâm phụ, bại hoại thuần phong mỹ tục, mở cửa ra cho chấm. Bắt đôi gian phu dâm phụ này lại. Dạ. Tô Hầu Phu và Tấn Vương Chắc Phi bảo, phải để Hoàng thượng hoặc Vương gia tận mắt nhìn thấy mới được, mình không thể bắt người ra ngoài ngay. Ối rồi. Bệ hạ, Tấn Vương Phi không chịu tách khỏi nam như nó, không chịu ra ngoài, đúng là loại mất nét. Đã đến lúc này rồi mà vẫn mải cắm đầu làm cái chuyện đó, vô liêm sỉ. Chẳng thấy chúng chán sống rồi đây mà, chả có nhẽ muốn chẳng biết thân vào mời chúng ra. Sao Vân Hòa có thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy chứ, làm mất hết thể diện của Tô gia. Tấn Vương Phi này đúng là đê tiện, bị phát hiện cắm sừng Tấn Vương rồi, thế mà vẫn không chịu tách khỏi gian phu, cố tình khiến Tấn Vương bẽ mặt. Đúng là dâm đãng vô sỉ, như kiểu thèm khát nam nhân ấy. Bảo Tấn Vương hư cô ta đi, rồi nhốt vào lồng heo cho trôi sông mới hả dạ. Ôi trời, Tấn Vương Phi này đúng là nỗi nhục của nữ nhân, cô ta đáng chết. Bệ hạ, tuy Tấn Vương Phi không phải con ruột của thần phụ, nhưng thân là đích mẫu, thần phụ không dạy dỗ nó cẩn thận, nên cũng có trách nhiệm. Tuy Tô Vân Hòa làm ra chuyện tày trời, làm bẽ mặt hoàng thượng, thần phụ cũng chẳng còn mặt mũi cầu xin cho nó. Khẩn cầu bệ hạ hãy xử trảm nghịch nữ này. Người đâu? Bắt Tấn Vương Phi và tên gia phu kia cho chấm. Chấm phải chém đầu chúng. Chấm phải chém đầu chúng. Chẳng lẽ Tô Vân Hòa thực sự nên cô ta mới muốn hòa ly với mình? Thì ra là yêu người khác. Sao cô ta dám tằng tiệu với kẻ khác sau lưng bổn vương chứ? Phụ hoàng, hãy để nhi thần vào, để nhi thần tự tay giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Ừ, con vào đi. Tô Vân Hòa làm ra chuyện tày trời như vậy, còn bị vương gia đích thân bắt ra ngoài, hôm nay dù có chết cũng đừng hòng chết nhanh gọn. Sao mọi người lại ở đây? Ủa, Tô Vân Hòa, sao ngươi lại ở đây? Tô Vân Hòa, cô. May mà không phải Tô Vân Hòa. Tấn Vương Phi, con đang ở trong thiên điện thay y phục mà. Quả thực cô ta đưa con đến thiên điện, bảo con ở đây đợi Trắc Phi cầm y phục đến, nhưng con đợi một lúc lâu vẫn chả thấy Trắc Phi đâu, nên mới ra ngoài tìm muội ấy nhưng lại không tìm thấy. Lúc trở về thì gặp mọi người tụ tập ở đây. Nếu Tấn Vương Phi ở đây thì người trong điện là tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Rõ ràng ngươi phải, phải đấy, nếu ta ở đây, thì bà không tò mò người bên trong là ai à? Chả có nhẽ, toang rồi. Á, vương gia, hoàng thượng, vương gia. Tấn Chắc Vương Phi, ngươi to gan thật đấy. Mọi chuyện không phải như vậy đâu, vương gia chắc chắn đã có kẻ hại ta. Ta bị kẻ xấu hãm hại. Vân Cẩm, mẹ ơi, muội muội, ta tìm muội mãi, sao muội lại ở đây? Tô Vân Hòa, là ngươi hãm hại ta. Muội muội nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Đừng giả na nữa, Tô Vân Hòa, chính là ngươi. Đủ rồi, câm mồm hết. Bệ hạ, Tô Vân Cẩm làm ra chuyện tày trời như vậy, chi bằng không được. Hoàng thượng, hoàng thượng, Vân Cẩm từ nhỏ ngoan ngoãn phải phép, ngay cả cơ hội gặp nam nhân bên ngoài cũng không có, thì sao có thể tằng tiệu với người khác chứ? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, chắc chắn chuyện này có hiểu lầm, hai người phải làm chủ cho Vân Cẩm chứ. Hoàng hậu nương nương, Vân Cẩm bị hãm hại thật mà. Vốn dĩ Vân Cẩm đến đưa y phục tỷ tỷ, nào ngờ vừa vào trong điện lại bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì đã. Nương nương, ta cũng là người bị hại, trước đó ta uống say vào thiên điện nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại thì nương nương ta vô tội thật mà. Cứ xảy ra chuyện là đổ cho bị người khác hãm hại à? Hai người thử nói xem.
Ai có thể ép các ngươi làm chuyện trai trên gái dưới hả? Trong điện Luân Đốc Hương, Lương Hương đó có vấn đề. Ta cũng vì dính trưởng lên mới, người vốn dĩ ở trong điện là tỷ tỷ cơ mà, nhất định là tỷ tỷ hại ta. Tỷ tỷ, sao tỷ lại phải hại ta chứ? Được lắm Tô Vân Hòa, ngươi dám hãm hại Vân Cẩm, con bé là muội muội của ngươi đấy. Lúc trước ở hầu phủ chúng ta đối xử với ngươi còn tốt hơn cả Vân Cẩm, ta coi ngươi như con cái ruột của mình. Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm hãm hại con bé. Mẹ muội muội, hai người đang nói gì vậy? Sao ta có thể hại muội muội chứ? Rõ ràng là muội muội thấy y phục của ta bị một thị nữ làm bẩn một cách vô cớ, nên mới đề nghị đi lấy y phục dự phòng cho ta thay. Nghĩ kiểu gì cũng giống như muội muốn dụ ta vào điện nhỉ. Tô Vân Hòa, ngươi nói rằng có phải nói rằng hay không thì cứ kéo thị nữ vào tra khảo là biết ngay. Vương gia chàng đi đâu thế? Vừa nãy ở ngoài điện, bệ hạ bảo ngươi kéo người bên trong ra ngoài. Ngoi bảo Tấn Vương Phi ra ngoài. Nô tỳ, bổn vương đang hỏi ngươi đấy, tại sao Tấn Vương Phi không hề ở bên trong mà ngươi lại bảo Tấn Vương Phi không chịu ra hả? Nô tỳ không nhìn rõ hả? Không nhìn rõ hay trong thâm tâm ngươi biết chắc người trong phòng là Tấn Vương Phi? Nay cổ nam nhân hết ngu rồi hả? Cứ nhiên lại thay mình thẩm vấn. Các ngươi bảo đáng ra người ở trong điện phải là ta, chẳng lẽ tất cả đều do các ngươi lên kế hoạch ư? Cố tình làm đổ canh lên người ta, sau đó dụ ta đến thiên điện, vốn dĩ là muốn hãm hại ta. Không phải nô tỳ, nô tỳ vô can. Có người đã sai khiến nô tỳ làm như vậy. Là kẻ nào sai khiến ngươi? Bổn cung đang hỏi ngươi đấy, nếu ngươi không chịu trả lời, bổn cũng sẽ sai người kéo ngươi xuống chém đầu. Là bẩm hoàng hậu nương nương, là thần phụ nhận tội, tất cả là tội của một mình thần phụ. Sao lại là mẹ? Sao mẹ lại làm như vậy? Ta vốn muốn hại Tấn Vương Phi. Từ khi Tấn Vương Phi xuất giá, nó bắt đầu trở lên hỗn láo với ta, nên ta mới dựa cho hãm hại Tấn Vương Phi. Không ngờ cuối cùng người bị hại lại là Vân Cẩm. Ngươi to gan thật đấy, dám giở thủ đoạn đê tiện trong cung. Ngươi chán sống rồi đúng không? Hổ dữ không ăn thịt con. Tô hầu phu nhân, ngay cả con gái mình mà ngươi cũng dám tính kế. Ngươi không xứng làm mẹ, không bằng cầm thú. Thần phụ nhận tội, nhưng thần phụ không cam tâm. Tấn Vương Phi từ nhỏ đều do một tay thần phụ nuôi nấng, ta coi nó như con ruột. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, rõ ràng là Tấn Vương Phi bất hiếu trước mà. Chuyện đã đến nước này mà bà vẫn không quên bôi nhọ ta. Bà bảo bà coi ta như con ruột, còn ta thì bất hiếu. Vậy thì cho ta hỏi, thiên hạ đồn thổi Tấn Vương Phi là một kẻ ngốc nghếch, câu này là kẻ nào đồn ra ngoài? Sao ta biết được? Con gái ruột của bà Tô Vân Cẩm danh tiếng rất tốt, còn danh tiếng của ta thì ô uế. Bà sẽ giở trò hãm hại ta, nhưng tuyệt đối sẽ không hãm hại Tô Vân Cẩm. Thế còn dám mở mồm bảo coi ta như con ruột à? Đủ rồi, vu khống hãm hại là đại nghịch bất đạo. Tô hầu phu nhân làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Người đâu, kéo Tô hầu phu nhân xuống. Hoàng thượng, ta biết lỗi rồi, người tha cho ta đi mà. Hoàng thượng. Còn về các ngươi, kéo tiện tì này xuống đánh chết cho trẫm. Bệ hạ, bịt miệng cô ta lại, trẫm không muốn nghe. Hoàng thượng, tất cả là do một mình mẹ ta gây ra. Vân Cẩm vô tội, Vân Cẩm chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội vương gia. Tuy ngươi không cố ý làm chuyện đó, nhưng dù sao cũng đã tằng tịu với kẻ khác, không xứng với thân phận con dâu hoàng gia, không tuân thủ nữ tắc, nữ tử thanh danh ô uế, phải bị xử trảm. Phụ hoàng, tuy Tô Vân Cẩm đã phạm sai lầm lớn, nhưng như nàng ta nói, nàng ta không cố tình tư thông với kẻ khác. Phụ hoàng hãy tha cho nàng thông với kẻ khác. Vậy con thấy trẫm nên xử lý thế nào? Xóa thân phận con dâu hoàng gia của nàng ta trên ngọc điệp, lưu đày tới Bắc Ương. Vậy thì theo ý con đi. Còn ngươi, ha ha ha, sử tử. Hoàng thượng tha mạng. Ngài, chuyện hôm nay ta biết là do Tô Vân Cẩm làm ra, xin lỗi cô. Sao ngài biết là cô ta? Mẫu hậu hỏi nàng ta có thể là ai hại nàng ta gian díu với người khác. Nàng ta nói là Hân Hương có vấn đề. Từ góc nhìn của nàng ta không hề nhìn thấy được Hân Hương. Huống hồ trước khi vào phòng ta đã tắt hương đi rồi. Làm sao nàng ta biết hương được đốt từ lúc nào và bên trong có vấn đề?
Vì Huân Hương có vấn đề là do cô ta chuẩn bị, nên cô ta mới biết. Ta thực sự không ngờ nàng ta sẽ là người như vậy. Ngài đã biết mọi chuyện đều do cô ta làm, vừa rồi sao còn cầu xin thay cô ta? Vì đối với nàng ta, lưu đày còn đau khổ hơn cái chết. Hơn nữa chuyện thái phó trúng độc và cả chuyện phóng hỏa đều chưa tra rõ. Ngài đã biết cô ta là kiểu người gì rồi mà vẫn nghĩ không phải cô ta làm hai việc đó sao? Ta cũng không biết, ta chỉ muốn biết sự thật. Tùy ngài vậy. Vương gia, chuyện lúc trước ngài bảo thuộc hạ đi điều tra đã có kết quả. Kết quả thế nào? Vụ cháy trong viện của Vương Phi là do nha hoàn trong viện Trắc Phi phóng hỏa. Nha hoàn phóng hỏa đã khai ra, đúng là do Trắc Phi sai cô ta phóng hỏa. Thế còn vụ Ngụy Thái Phó trúng độc thì sao? Thuộc hạ tìm nha hoàn trong viện Trắc Phi, lấy bút tích hàng ngày của Trắc Phi so sánh với tờ giấy ngài đưa, thấy đúng là do Trắc Phi viết, nhưng là viết bằng tay trái. Bổn vương mới lần đầu biết nàng ta lại có thể viết bằng tay trái đấy. Nha hoàn của Trắc Phi nói, Trắc Phi vẫn luôn giấu chuyện mình có thể viết bằng tay trái. Nếu không phải cô ta vô tình phát hiện ra, thì khi nhìn thấy chữ Trắc Phi viết bằng tay trái cũng chỉ nghĩ là của người khác. Vậy là nàng ta vẫn luôn lừa ta. Đến cả chuyện viết bằng tay trái mà nàng ta cũng giấu. Vậy là từ đầu, nàng ta vốn đã làm việc xấu sợ bị phát hiện, nên mới chuẩn bị trước như vậy. Bây giờ Trắc Phi ở đâu? Trắc Phi đang bị nhốt trong thiên lao. Chờ lưu đày, sắp xếp đi. Đưa bổn vương đi gặp nàng ta. Tô Vân Cẩm, có người đến gặp cô đây. Bây giờ vương gia đến nhìn ta làm gì? Đến cười vào mặt ta à? Tiểu nhân chờ ở ngoài, vương gia cần gì xin hãy gọi. Tại sao nàng lại làm vậy? Hóa ra hôm nay vương gia tới đây là để hỏi tội à? Ta làm tất cả những việc này đều là vì điện hạ. Vì ta sao? Vì ta sao? Đúng vậy, nếu không phải chàng trao vị trí vương phi cho Tô Vân Hòa, sao ta lại phải tìm đủ cách kéo cô ta xuống khỏi vị trí vương phi? Vậy là chỉ vì vị trí tấn vương phi mà nàng đã hãm hại Tô Vân Hòa, thậm chí còn không tiếc đầu độc thái phó đương triều sao? Là do tự Tô Vân Hòa khiến chuyện. Nếu cô ta không tranh với ta thì sao ta lại làm ra những chuyện đó chứ? Vân Cẩm, trong lòng ta nàng luôn là một cô gái tốt bụng, nhưng cho đến hôm nay ta mới phát hiện ra tất cả chỉ là sự ngụy trang của nàng. Nàng không xứng với tình yêu của bổn vương. Vậy là bây giờ vương gia không thích ta nữa sao? Ta biết mà. Ánh mắt chàng chỉ luôn nhìn về phía Tô Vân Hòa. Chàng thích Tô Vân Hòa rồi phải không? Những chuyện này không liên quan gì đến Tô Vân Hòa. Ta quá thất vọng về nàng. Vương gia cũng làm ta rất thất vọng. Chàng từng nói sẽ bảo vệ ta cả đời. Phải, bổn vương sẽ bảo vệ nàng cả đời, nên đã xin phụ hoàng tha mạng cho nàng. Lưu đày nàng, chờ nàng bị đày đến Bắc Cương, bổn vương vẫn sẽ bảo vệ nàng, giữ cho nàng sống, để nàng chuộc tội suốt đời. Tô Vân Cẩm, tự lo cho mình đi. Vương gia, vương gia, vương gia, chàng không thể làm thế với ta. Vương gia, vương phi. Đến giờ này rồi, bình thường vương gia đều không ở trong thư phòng sao? Vương gia đang ở đình nghỉ mát trong hoa viên. Muộn thế này rồi, ngài ấy còn làm gì ở đó? Rượu, mang rượu lên đây. Cô đến rồi à? Đã nửa đêm rồi còn nổi điên gì vậy? Nào nào, uống với ta nào. Đây là những nhi hồng tốt nhất đấy, vừa thơm vừa tinh khiết. Nào, uống đi. Ngài uống bao nhiêu rồi mà say thành thế này vậy? Uống 12 hũ. 12 hũ á? Thảo nào lại say thành thế này. Hôm nay không phải ngài đến gặp Tô Vân Cẩm à? Sao vậy, không nỡ hả? Cô ta sắp bị lưu đày rồi, ngài lại về đây uống rượu giải sầu sao? Đúng là bổn vương rất buồn. Bao lâu nay ta mới nhìn ra bộ mặt thật của nàng ta. Cô nói xem có phải mắt ta mù rồi không? Dễ bị lừa lắm à? Ngài cũng không cần nói vậy.
Tô Vân Cẩm cố tình muốn lừa ngài. Ngài bị lừa cũng là bình thường mà. Hơn nữa, với người mình thích, mọi người sẽ dễ sinh ra một bộ lọc. Ngài không tin cô ta làm chuyện xấu cũng là bình thường thôi. Bộ lọc là gì? Nghĩa là khi thích một người, ngài sẽ thấy người đó cái gì cũng tốt, không tìm được một khuyết điểm nào hết. Cảm thấy người đó cái gì cũng tốt à? Không có khuyết điểm gì. Ừm. Tô Vân Hòa, trong mắt bổn vương hình như có bộ lọc với nàng đấy. Nói gì vậy? Nàng dịu dàng lương thiện, vừa hài hước vừa dễ thương, vừa biết y thuật lại biết múa. Trong mắt ta nàng cái gì cũng tốt. Vậy có phải là có bộ lọc không? Môi nàng như đang phát sáng ấy. Ngài uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Vương gia có ý gì? Chẳng lẽ là thích mình? Hắn vẫn còn nhớ tới Tô Vân Cẩm, mà đã thích ta rồi. Đồ cặn bã. Nặng quá đi mất. Sớm biết vậy, ta nên để ngài ngủ trong gió lạnh cả đêm giữa đỉnh mới đúng. Bổn vương thế này là Vân Hòa đừng đi. Chẳng lẽ tối qua bổn vương và nàng ấy Phương Lễ, Vương gia, Vương Phi đâu? Vương Phi đâu? Vương Phi để lại một lá thư, sau đó đã đi rồi. Thư gì? Đi đâu rồi? Vương Phi đưa bức thư này cho thuộc hạ xong thì đã đi rồi. Hình như là muốn tiến cung. Thư Hòa Ly, nàng ấy ngủ xong với bổn vương thì lại muốn Hòa Ly. Nàng ấy có ý gì? Chắc là nàng ấy vào cung tìm hoàng tổ mẫu, muốn xin hoàng tổ mẫu đồng ý chuyện Hòa Ly của bọn ta đấy. Không được. Phương Lễ, đi chuẩn bị ngựa, bổn vương phải vào cung. Vâng. Hoàng tổ mẫu, sức khỏe của người không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ ổn. Chuyện bắt mạch thế này, chắc là thái y sẽ giỏi hơn con nhiều, hay là người để thái y khám cho người đi. Ai ra chỉ tin vào y thuật của con thôi. Hoàng tổ mẫu, để ta vào. Phân vương điện hạ, ngài không thể vào, phân vương phi đang ở trong, tại sao ta không thể vào được? Hoài Chi, con ầm ĩ trong điện của ai ra, là muốn làm gì hả? Hoàng tổ mẫu, dù Vân Hòa nói gì, người cũng không được đồng ý đâu. Con nói gì vậy? Nếu người đồng ý với Vân Hòa chuyện Hòa Ly, thì con biết đi đâu tìm Vương Phi đây? Đi ra ngoài với ta. Vừa rồi Hoài Chi nói cái gì? Hòa Ly sao? Xem ra hai đứa bé này lại cãi nhau rồi. Theo nô tỳ thấy, vương gia với vương phi rất tốt, vừa rồi ngài không nghe thấy sao? Vương gia nói, nếu ngài đồng ý cho hai người họ hòa ly, thì ngài ấy biết đi đâu tìm vương phi đây. Có thể thấy là ngài ấy không đồng ý hòa ly đó. Xem ra đứa bé này cuối cùng cũng biết chỗ tốt của Vân Hòa rồi. Vừa rồi ngài làm gì vậy? Tôi Vân Hòa, nàng cũng phũ phàng quá đấy. Chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi, nàng còn muốn hòa ly với ta. Ngài nói gì vậy? Ngủ gì, hòa ly gì? Thư Hòa Ly, nàng biết ta cũng đem tới rồi, nàng còn muốn phủ nhận à? Chẳng lẽ ngài đã quên chuyện tối qua chúng ta nói rồi à? Tối qua, chuyện gì? Vân Hòa đừng đi. Thả ta ra, bổn vương không thể bỏ tay ra. Ta sẽ không thả nàng ra, cũng không muốn Hòa Ly. Ta sẽ không bỏ tay ra đâu, Hòa Ly không tốt sao? Không phải ngài muốn hư ta từ lâu rồi, lúc đó là ta không hiểu chỗ tốt của nàng. Vân Hòa, ta hối hận rồi. Ta thích nàng. Nàng đừng đi mà, được không? Trước đây, không phải ngài thích Tô Vân Cẩm sao? Ta nên tin ngài thích ta thế nào đây? Ta có thể thề, nếu ta lừa nàng, ta sẽ bị sét đánh không thể chết yên lành. Dù bây giờ ngài thích ta thì cũng thế nào? Có thể sau này ngài cũng sẽ yêu người khác, cưới Trắc Phi, nạp thiếp. Ta không thể chấp nhận chuyện đó. Vân Hòa,
ta sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa. Giờ trong mắt ta đều chỉ có nàng, ta hứa với nàng. Cả đời này ta sẽ chỉ yêu một mình nàng. Ta chắc chắn sẽ không bao giờ cưới Trắc Phi, nạp thiếp gì nữa. Vương gia, lời thề nặng nề như thế, tốt nhất đừng dễ dàng nói ra vậy. Vân Hòa, được rồi, ta sẽ cho ngài 3 ngày. Nếu ngài thực sự thích ta, muốn ở cùng ta, thì hãy viết cho ta tờ giấy cam kết không cưới Trắc Phi, không nạp thiếp. Nếu ngài không muốn, thì ta sẽ đưa cho ngài một bức thư hòa ly, ngài ký vào đó. Được. Ta hứa với nàng. Cho nên, ngài đã quên những chuyện chúng ta nói rồi sao? Ta. Xem ra vương gia cầm thư hòa ly tới tìm ta là đã ra quyết định rồi à? Vậy được thôi. Không phải. Ta còn chưa ký vào thư hòa ly này, không được tính. Vân Hòa, ta muốn cùng nàng một đời một kiếp, một đôi người. Khi về ta sẽ viết giấy cam kết. Giờ ta sẽ viết ngay, ta sẽ đi mượn giấy bút của Hoàng Tổ Mẫu. Này, ngài quay lại đây. Giấy cam kết. Không cần viết nữa. Ta tin ngài. Thật sao? Phải, dù sao thì nếu ngài thực sự thay lòng, thì giấy cam kết cũng không có tác dụng gì hết. Vân Hòa, nàng yên tâm. Đời này kiếp này ta sẽ không phụ nàng. Vậy thì tối qua chúng ta, sao lúc ta tỉnh lại lại không mặc gì vậy? Tại sao vương gia không mặc đồ? Không phải nên tự hỏi mình à? Vân Hòa, nàng nói cho ta đi. Ngài tự nghĩ đi. Vân